Alo. Chu chu gma. Chu chu gma dịch ngược lại. Chu chu gma. Dịch ngược lại. Hello, hello chị, trời ơi bữa nay cực phẩm nha mọi người ơi, nhức cái nắp luôn. Em ơi, thức trọn đêm này, mình đi. Mình trong giây phút biệt ly. Nhìn nhận cho tỉ mi cho dung chăm chú cho dễ cho vui. Rồi, giày còn không em, giày nào chị? Không biết nay có size 90 không? Áo 3D chứ ơi, áo 3D. Áo 3D, áo 3D thì nó có nhiều rồi. Áo 3D nha chị nha, chứ không phải là áo Adidas, áo 3D. Hello. Có nhưng mà nay áo 3D không à. Hello hello hello, giờ nay là áo cực phẩm á mấy chị, áo cực phẩm nha. Bằng nồng biển về dưới quê anh một dòng sông xanh. Trời ơi em lên cực phẩm nha mấy chị nha. Dây em đeo tay hỏi 150.000 hai dây chị, 150.000 hai dây nha. Nè, một dây vôi và một dây đồng tiền, 150.000 hai dây. Em bán lần hai dây nha mấy chị, 150.000 hai dây. À, hôm nay chia sĩ like tặng quà, tặng gì ta? Tặng gì đi he? Tặng tặng cho lớn luôn chồng, đưa cho anh vợ cái đôi chữ H màu cam đi. Màu mới luôn. À không không không. Sandal đi, VIP đi, sandal VIP đi. Chồng lấy cho vợ đôi sandal VIP đi. Đôi sandal VIP màu nâu đi. Dầu gội nào chị? Hồi ơi dầu gội á. Em nói thiệt sự với chị luôn, cho dầu gội của em bán mấy chị là ở trong siêu thị không à. Ở trong siêu thị chứ không phải hàng giả, mà hàng của Thái em bán mấy chị có 125.000 à, thiệt sự luôn mấy chị. Mà có mua nhiều thì em giảm chắc cũng được vài đồng nữa. Em giảm được 5-3 ngàn gì đó nữa thôi, thiệt sự luôn á. Tại vì chị biết sao không, dầu gội á, hàng của Thái Lan người ta bán 250.000 hai chai là cũng trăm. À đúng rồi, em còn bán 250, người ta bán 300.000 hai chai, em bán 250.000 hai chai rồi hết giá rồi mới chị nha. Ủa gì hả, chị làm buổi chiều hả? Nè mọi người ơi coi giùm em nè, trời ơi đôi sandal VIP má ơi, đôi sandal VIP giá của nó là 200, ở lột 500, 500, 580.000 một đôi, 580.000 một đôi. Em tặng cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất hàng VIP giùm em nha. Đế cao 4 phân, đế cao 4 phân, gần 4 phân. Em tặng cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, mỗi chị một đôi sandal VIP nha mấy chị nha. Bữa nay trúng bánh rồi, bữa nay trúng bánh rồi, cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chị nha. Chồng ghi chú lại là buổi sáng tặng đôi sandal VIP cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, tặng mỗi chị một đôi sandal VIP nha mấy chị nha, 580.000 một đôi, cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mọi người ơi, cho 5 chị nha mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi bữa nay mà mua dây đồng tiền không, không được rồi chị. Bữa nay chị mua một dây nó tới 120 lận. Một dây nó tới 120 lận vậy, hai dây còn 150. Chị đeo lần 3 dây đi, 3 dây đẹp mà, chị đeo lần 3 dây luôn, rất là đẹp luôn á. Nhưng mà bây giờ mấy chị ơi, đi, em không không lấy một dây được nữa rồi. Một dây người ta không có chịu. Bán lần hai dây không mấy chị, một dây người ta lấy em cao lắm. Một dây là 120.000 á chị, còn nếu chị lấy hai dây là 150. Rồi nha mấy chị nha, đây nè mấy chị.
ha. San Dan viết cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, một lần trang cá nhân, còn lại hội nhóm. Chia sẻ hội nhóm càng nhiều cơ hội trúng càng cao. Em không có chấp nhận cái việc là một lần chia sẻ nhiều lần trên cá nhân, nó đâu có ý nghĩa gì đâu, đúng không chị? Mấy chị chia sẻ một lần và mấy chị chia sẻ 1.000 lần nó cũng giống nhau. Cho nên nó là mấy chị chia sẻ trang cá nhân một lần thôi, còn lại hội nhóm giúp em ha. Chia sẻ hội nhóm càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao nha mấy chị nha. Nói chung là em cũng muốn, tới chủ như em cũng muốn thêm. Nói chung là em bán đã rẻ lắm rồi. Còn cái thứ hai nữa mấy chị, em chia sẻ này là thứ nhất mấy chị vừa giúp giùm em, thứ hai nữa là nó có thêm nhiều khách mới nha mấy chị. Kệ, thông cảm giúp em ha, rồi chia sẻ giùm em nha mọi người. Tại vì một cái nhấc tay của mấy chị thôi nhưng mà giúp em rất là nhiều, cho nên là cảm ơn mọi người nhiều ha. Với lại em gom hàng cho mấy chị, em gom giá rẻ lắm, em không có gom giá cao, cho nên là thôi kệ, ủng hộ em nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, 75kg mà không ai trả lời, chị cứ nhắn qua đó đi chị. Không phải không trả lời đâu mà trả lời không kịp á chị ơi, trả lời chưa kịp á nha, tin nhắn nó đang nhiều quá. Rồi mấy chị nha, hàng chưa tới, trời đất ơi, mới chốt đơn à. Chốt đơn 4 ngày trước mà hàng chưa tới. Ủa chị ơi, mới chốt đơn 4 ngày, từ từ hàng nó tới chứ, mới có 4 ngày mà chị hối gì, hối dữ gì mấy ông. Rồi mấy chị nha, cái đó là xanh đan nha mấy chị. Rồi, rồi nha mấy chị ơi, xanh đan nha mọi người ơi, xanh đan nha, xanh đan. Cái đôi này giá niêm yết của nó là 580.000 nè. Mấy chế coi giúp em nè, mấy chế coi giùm em nè. Nếu mấy chị đi du lịch Thái Lan, mấy chị mua tầm 550.000 một đôi. Mấy chị đi du lịch, mấy chị đi du lịch nha, mấy chị đi du lịch ha, là mấy chị mua tầm 550.000 một đôi. Hôm nay nha mấy chị, hôm nay nếu chị em nào lấy, em gom được giá sale hàng của công ty nha mấy chị, na sale. Bữa nay chị nào lấy nhanh tranh thủ nè, em gom chỉ còn 145.000 một đôi. Hồi chiến vô chiến trước em bán với chị 250.000 một đôi. Mấy chiến trước đó nha, lại bán 250.000 một đôi, em nói điêu mất lọt luôn. Chiến này em gom còn 145.000 nha mấy chị nha. Mà mấy chị coi cái đôi sandal của nó, mấy chị vừa coi cái giá niêm yết của nó đi, nó là 580.000. Nhưng mà không biết nó chị được, không biết được còn nhiêu đôi nha mấy chị. Không biết nó có được bao nhiêu đôi, có nghĩa là không có biết được cái số lượng đó mấy chị. Có thể là nó chỉ có vài đôi hay sao em cũng không biết nữa. Giá chỉ có 550.000 một đôi. Ở 580 nay gom 145.000. Không, nó có nhiều màu á, chồng chồng. Ở đây là xanh đan nâu, xanh đan xám, xanh đan hồng nữa, chồng lấy em vợ lại. Nó có mấy màu nhưng em tặng là em tặng màu nâu, màu đẹp nhất luôn nha. Năm mấy chị tranh thủ nha, cái này thì em không biết, em sợ nó không có đủ hàng đâu nha mọi người. Này mấy chị rất là đẹp luôn. Em gom mấy chị là còn 145.000. Nó có size là nó có màu nâu, màu hồng và màu xám. Mấy chị ưng màu nào thì nói em. Nhưng mấy chị nè, rồi màu hồng nè, má ơi, nó đẹp. Nhưng mấy chị, nâu 39 ok chị, màu hồng nữa, chết đi, xỉu ngang xương luôn. Rồi mấy chị, không có size 35 đâu chị, từ 36 cho tới 40. Rồi màu xám nữa, 145.000, không mua phí lắm. Mấy chế nào mà xiền mua hàng của loại này rồi là mấy chế biết giá nó rất là cao. Mấy chế đi du lịch mua không dưới giá 550 đâu, tại mấy chị mua những cái chỗ mà nó bán cho khách du lịch đó mấy chị à, bán giá cao lắm. Trừ trường hợp mấy chị gom thẳng hàng công ty mà mấy bà mua đâu được một đôi, không được, mua 100 đôi cũng không được giá này đâu. Mấy chị ít nhất trên 1.000 đôi trở lên em phải gom á mấy chị, hàng công ty em phải gom nè. Nhưng mấy chị không, nó có 3 màu chị, hàng chính của nó chỉ có 3 màu thôi, màu hồng, màu xám, trời ơi đẹp dứt nách, và màu nâu. Gửi cho em là sandal 145.000 kèm màu kèm size giùm em, sandal VIP 145.000. Mấy bữa em bán mấy chị gom giá sale là 250, là người ta đã bán 550 rồi nha mấy chị nha. Còn bữa nay nó sale thì phải cao lắm, người ta phải bán 350.000 đôi. Em gom mấy chị còn 145.000 do nó sale mấy chị, do nó sale, do em thấy đẹp á mấy chị à, em mua gì em mang. Rồi hở, em định chơi mini game thôi, hẻm mà 5 chị chia sẻ thì em mua thêm cho 5 chị nữa, em mua thêm 5 chị, em mua thêm đủ ri á. Nhưng mà hả, bây giờ mấy chị nào ưng á thì em gom luôn 145.000, ưng màu nào quất màu đó 145.000, xanh nan màu nâu, xanh nan màu xám, trời ơi đẹp lắm mấy chế coi nè, má ơi nhức nách luôn, màu xám ha, màu nâu màu xám, và cuối cùng á là màu hồng, trời ơi đẹp lắm luôn nha mọi người. Sandal VIP à, ủa không ghi chữ VIP vô, chết rồi chồng ơi, ghi chữ VIP vô chứ không bị lộn. Mấy bà phải bắt buộc ghi chữ VIP nha, không VIP không được, tại vì cái đôi này nó là hàng VIP rồi. Mấy bà phải ghi chữ VIP vô, tại cái mã của nó là sandal VIP nha mấy chị. Chết rồi, vậy thôi 100, mấy chị ơi vậy thôi 145 hiểu không, coi chứ lộn sandal đó nha. Sandal nâu VIP, sandal hồng VIP, sandal xám VIP nha mấy chị,
viết vô giùm em, phải có, bắt buộc phải có chữ viết chứ không là bị lộn hàng. Sandal nâu xám viết, sandal hồng viết và sandal nâu viết nha mấy chị nha. Từ size 36 cho tới size 40, 145.000 một đôi. Xin lỗi cho nó đẹp lắm luôn nha mọi người. Em đang gom giá sale 145.000 nha mấy chị nha. Rồi, ân nào hồi hút đó nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị, chị Hoàng Thị Luân ơi, inbox qua tin nhắn giùm em được không chị? Bây giờ em đang ở Thái, mấy chị cứ nhắn hết với tin nhắn giùm em nha. Nhưng mà tin nhắn nó trả lời hơi chậm chút xíu là bởi vì nó quá tải. Đơn hàng đang quá tải nha mọi người, tin nhắn đang quá tải, mọi người thông cảm giùm em. Mọi người ơi nhớ chia sẻ like giùm em với nha mấy chị. Bữa nay tương tác không được ngon gì trơn vậy trời. Rồi mấy chị nha. Áo thun ba lỗ hả? Áo thun ba lỗ hả? Áo thun ba lỗ là định đi gom mà không biết, lười quá. Chồng đi gom ok phải không? Có phải không? Không. Áo ba lỗ nè. Đúng không? Rồi nha mấy chị nha. Áo ba lỗ em còn size 40kg cho tới 55kg và 40kg tới 55kg và 61kg cho tới 65kg. Nó còn size nhiêu đó thôi nha mấy chị. Rồi mấy chị sandal VIP sáp đó. Ok mấy chị lên đơn là có, lên đơn là có nha. Comment lên đơn là có nha mấy chị nha. Là gì? Áo thun Mỹ là gì? Rồi nha mấy chị nha, thun ba lỗ 55kg màu trắng. Cho như ý Phạm, thun ba lỗ 55kg màu trắng. Rồi nâu VIP lên giùm em. Rồi màu xám VIP, trời ơi đẹp tuyệt vời luôn. Màu xám này mấy chị. Không có 35 chị à, màu hồng nữa, tuyệt vời chưa? Màu hồng từ 35 cho tới 44, alo, 36 cho tới 40, màu xám từ 36 tới 40, màu nâu từ 36 cho tới 40. Nhưng mấy chị 145.000 rồi, qua mẫu nha. Lấy em cho siro canxi hả? Ok em. Siro canxi là bộ bé nha em nha. À nha mấy chị. Mới nãy bữa hôm qua chị thấy em có chia sẻ đúng không? Nhưng mà em đứng hàng top thứ 7. Em đứng top thứ 7, chị thấy hôm qua em có chia sẻ mà chị thấy em đứng top thứ 7 rồi, chưa có lọt lên top thứ 5. 5 kiệu ngậm ha, ok chị. À, Dương Thu Hương sandal lên màu. Rồi, bây giờ em lên với chị cực phẩm nè. Bữa nay con cực phẩm mà không mua là em nói thiệt phí nữa cuộc đời. Má ơi, Thị à. Cái quần què gì mà nó đẹp dữ vậy? Đẹp quá trời quá đất. Đẹp quá trời quá đất. Đẹp quá trời quá đất luôn, cô gái hồng. Mấy chế hỏi em Thủy ơi chừng nào có cô gái hồng. Thủy ơi chừng nào có cô gái hồng. Thủy ơi nhận hàng cô gái hồng đẹp quá, chị muốn mua thêm. Thủy ơi cô gái hồng chừng nào có. Thủy ơi cô gái hồng đẹp quá. Em nói thiệt mấy chị, cô gái hồng là đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mà tranh thủ nha, nó có ít lắm. Em có size từ 50kg tới 90kg. Áo này tại Việt Nam mình bán gần 300.000, 280 là hợp lý nhất. 280.000 một cái. Em gom mới chế 175.000. Ân quốc liền. Không có 60kg nha chị Mỹ Lạc ơi. Áo thun ba lỗ chị. À, thôi bữa nay đợi chuyến sau đi, chuyến này không mua. Nhà mấy chị nha. Dễ hả? Cảm ơn em. Minh Lê cô gái hồng size L quốc luôn 175.000. Wow, tôi nói đẹp xỉu luôn. 90kg cho Tuyết Vũ 175.000. Rồi nhà mấy chị nha, cô gái hồng. Hạnh Trâm lên số ký, Hạnh Trâm lên số ký. Sử dụng mía xài sao chị? Sáng ăn cơm xong cho uống một muỗng, trưa ăn cơm xong cho uống một muỗng, chiều cho ăn cơm xong uống một muỗng, uống cho nào hết chai đó thôi em. Uống trong vòng 2 hoặc 3 ngày gì đó chị quên rồi, nhưng mà cứ một muỗng như vậy là một lần là được. Hệ Thanh 70kg hai áo. Chị ơi, thích mặc rộng thì nhớ lấy 75kg nha cho chị Hệ Thanh. Hàng đi chưa em? À, chị Cô Chi ơi, có ai chốt đơn chị chưa? Em mang 55kg size S chị, 63kg cho Võ Ngọc Đặng, 63kg. 65kg cho Hạnh Trần. Cô gái 70kg cho Đặng Thu Hiền. 75kg hả? Ok chị, 75 ha. Rồi nha mấy chị nha, 75kg nè. Chồng bỏ hai cái 70kg ra cái. Đấy 75kg. Rồi hai cái 75kg. 55kg cho Luyến Đào, 55kg cho Luyến Đào. 55kg cho Luyến Đào. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy giùm em. Size S hai cái hả? Size S hai cái, một cái hai cái. Hai cái size S cho Tôn Sơn Đỗ. 55kg cho Nguyễn Nhung. Rồi gần hết, xe nhỏ rồi. Rồi nha mấy chị nha, nay là mỹ phẩm không chị, đặt trong tin nhắn được không? Được em, được nha. Trần Hà 70kg, nay cái nào cũng đẹp cũng mua riết cái hết tiền. I love you người ơi, I love you người ơi. Cho Nga Trần luôn, Nga,
đâu mất rồi. À lộn. Cho Nguyễn Nhung á, 50kg cho Nguyễn Nhung. Gái Hồng 90kg em lấy cho Tuyết Vũ rồi nè. 60kg rồi, 60kg thích mặt rộng này lấy 63kg cho Đoàn Thị Hòa. Rồi 60kg này. 60kg cho Đoàn Thị Hòa. Hoa Hướng Dương hết. Hoa Hướng Dương hết, hết 57 rồi. Âu hết, Hoa Hướng Dương hết, Nguyễn Linh hết. Y Như Ý Phàm hết. Đây là mấy chị nha, sandal 37 màu nâu. Ok Mỹ Ngọc Đặng. Không có sandal nam. Bây giờ em chỉ còn size là 62kg cho tới 90kg nha mấy chị nha. Mấy chị nào mà hết size S đó mấy chị chuyển giùm em được không? Rồi mấy chị, em nói mà size S nó có mấy cái à. Đây nha mấy chị, cô gái Hồng thích mặt rộng, đôn số ký cao lên để mặt như như rộng rãi cho nó thoải mái nha. Đây mấy chị ha, chị nào lấy lên giùm cho em nha. Thích mặt rộng đôn số ký lên giùm cho em. Còn mấy chị nào mà thích mặc áo cháo quần thì nhớ nói em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. À. Có giá là 175.000, đẹp quá mọi người ơi. 62 kg. Cho thêm một cái 65, một cái 75 cho chị Diễm Uyên nè. Một cái 65, một cái 75 cho chị Luyến Đào. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. À. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Em còn 63kg cho tới 70kg, à, tới 90kg. Rồi nha mấy chị nha, màu đen thì quá trời em. Áo màu thì hiếm cho màu nhiều, áo đen nhiều lắm. Áo màu thì nó hiếm lắm, áo màu gần như rất là ít ha. Trời ơi, cô gái Hồng đẹp quá à. Nha mấy chị nha, S hết rồi. Rồi nha mấy chị nha, cô gái Hồng size M cho Như Ý Phạm chồng. Một cái Như Ý Phạm size M, ok Như Ý Phạm nè. Ok Như Ý Phạm nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Cô gái Hồng, nha mấy chị nha. Em có size là 62kg cho tới 90, 175.000 một cái. Trời ơi, quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Qua mẫu chồng. Qua mẫu. À, cái màu... màu ô con rồng cá chép. Rồi mấy chị, con rồng cá chép đẹp quá. Đúng rồi, mẫu cá chép con rồng á, cá chép hóa rồng ấy, đúng rồi. Rồi nha mấy chị nha. Rồi bây giờ em lên nữa mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nha mọi người. Vừa rẻ lại vừa đẹp nha mấy chị nha. Em mua giá tận gốc, giá rẻ tại Thái cho mấy chị luôn. Giá rẻ tận gốc tại Thái Lan cho mấy chị luôn ha. Rồi nha mấy chị nha. Trời ơi, đi từ 40kg cho tới 90kg là 175.000, 95kg tới 105kg là 215.000 nhìn chị em nha. Rồi, trời ơi, cá chép hóa rồng xin lỗi chứ cái màu nó đẹp cực kỳ luôn. Cá chép hóa rồng dùm chị em, con dưới biển, con dưới nước, con trên trời. 50kg cho tới 90kg 175.000 và 95kg tới 105kg là 215.000. Chị nào ơn cô gái rồng, ơn lộn cá chép hóa rồng lên giùm cho em nha. Thích mặc rồng nhớ đôn chút ký lên giùm em. Tại cái form áo này rất là dễ mặc. Mấy chị mặc vừa ôm cũng đẹp. Mà mấy chị mặc size to cũng đẹp nha mấy chị nha. Mặc kiểu áo rộng rãi dấu quân cũng đẹp luôn. Size S cho Hoa Hướng Dương. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Cá chép hóa rồng giùm cho em. 50kg cho tới, bé trai thì từ 45kg trở lên là được rồi nha. 50kg cho tới 90kg là 175.000 và 95kg tới 105kg là 215.000. Như Ý Phạm size S luôn. Rồi nha mấy chị nha, L3 áo hả? Ok chị, 1 2 3. Huệ Thanh này 3 áo này. Cho chị Huệ Thanh 3 áo này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm cho em ạ. Chị nào ưng lên giùm cho em nha mấy chị. Ghi giùm em chữ cá chép hóa rồng giùm cho em. 6 bộ gì ta? 70kg hả? 70kg cho Nhung Nguyễn. Mấy chị nào mà 70kg thích mặt rộng thì nhớ lấy giùm chị em là thành 75kg nha. Cho Nhung Nguyễn 70kg nè. 78kg cho chị My Kiều nè. Rồi em có size từ 50kg cho tới 90kg 175.000. Rồi 95kg tới 105kg là 215.000 giùm chị em. Nha mấy chị nha, size to thì giá nó cao lắm mọi người. Chị nào lấy lên giùm chị em nha. Cá chép hóa rồng mặc áo màu là in một mặt nhưng mà áo đen là in hai mặt giùm em ha. Rồi chị nó ân cá chép hóa rồng lên giùm chị em từ cá chép hóa rồng nha. Cá chép đẹp lắm mấy chị. Rồi mấy chị nha, cá chép đen hai áo nữ 56 và hai áo nam 60. Nam 60 chị lấy luôn 63 đi chị Trương Mỹ Thiện, tại 60kg 56 và 60kg là nam nữ cùng một size luôn. Nếu như mà nam mà 60kg thì chị nên lấy luôn 63kg 62kg đi chị. 90kg cho chị Đặng Thị Hiền nè. Rồi mấy chị, ai hai chị nào lấy giùm em ạ.
Nữ là 56kg ok, nhưng mà nam 60kg mà muốn mặc thoải mái thì nên lấy luôn 63kg nha. Chị muốn sao chị nói là em, còn nếu mà nam mà 60kg mà không thích mặc rộng thoải mái á thì chị cứ lấy 60kg. Rồi hai cái nữ 56kg, hai cái nam 63kg. Chị ghi nam ok, nam 63kg kìa. Bấm hai cái bill nam 63kg cho chị. Rồi nha mấy chị nha. 50kg cho chị cho chị Hồng Sơn. 65kg cho chị 65kg cho chị Văn Lữ luôn. Rồi nha mấy chị nha, em gom cho mấy chế chỉ có 175.000 một áo thôi. Nha mấy chị, 175.000 một áo nha mọi người ơi, đẹp quá, 175.000. Cá chép hóa rồng 50kg cho tới 90kg là 175.000, còn 95kg tới 115kg là 215.000 mấy chị nha. Size to thì giá nó cao nha mấy chị, size to thì giá nó cao ha. Rồi nha mấy chị nha, qua mẫu tiếp. Rồi nha mấy chị, qua mẫu tiếp. À, con nè, ô toàn mẫu đẹp không à, cá xanh đi chồng, cá xanh đi, trời ơi đẹp quá. À, nam 90kg cho Nương Nguyễn, nam 90kg chồng cho Nương Nguyễn. Rồi em lên cho mấy chị tiếp siêu phẩm nha, 90kg cho Nương Nguyễn. Rồi cho mấy chị cá chép quần Nga, Vũ Quỳnh Nga luôn, 59kg lấy luôn đi chồng. Ok Vũ Quỳnh Nga luôn nha. Rồi cho mấy chị em lên cho mấy chị con này, cô gái hồng size M cho chị Xuân Lương chồng. Cô gái hồng size M cho chị Xuân Lương. Mấy chị ơi, mấy chị tranh thủ con này nha, ít lắm á mấy chị. Nam 90kg màu đen. Chị Nguyễn Hà số điện thoại bị sai phải không ta? Chị Nguyễn Hà ơi, số điện thoại bị sai rồi, cho em lại nha. Được luôn á? Được hả? Chị Nguyễn Hà chồng, chị Nguyễn Hà 90kg. Rồi nha mấy chị nha. Chị Nguyễn Hà 90kg. Trời ơi, Minh Lê cho anh L hả? Ô, đẹp quá, tranh thủ nha mấy chị. Cho anh L cho Minh Lê có 175.000. Rồi con chó nha mấy chị ơi, con chó màu xanh, một màu duy nhất và độc quyền màu xanh luôn. Nam nữ đều mặc được nha chị, áo này nam mặc rất là đẹp luôn. Rồi chó xanh 50kg tới 90kg đủ size, hỏng đẹp, hỏng lấy tiền. Chồng cho chị Thảo, Duy Thảo, anh L và XL hả? Anh L là 195.000, đó là 175 mà XL là 215.000 nha Thảo Đào ơi, biết size chưa vậy? Biết size chưa chị Thảo Đào ơi? Nguyễn Linh 90kg là cái gì vậy chị? XL là 215.000 nha. XL là 95kg tới 115kg là 215.000. Anh L nè. Rồi nha mấy chị nha, anh L thì 175.000. Rồi nam 90kg Nguyễn Linh. Ủa cái mẫu nào mà nam 90kg vậy chị? Chó xanh. Trời ơi đẹp quá. 50kg tới 90kg 175.000. Rồi chó xanh 60kg cho chị Võ Hồng Ánh. 87kg cho chị Hà Thúy. 90kg cho Nguyễn Linh, 90kg cho Nguyễn Linh, 60kg cho Lệ Lâm. Hello người ơi, lâu quá mới thấy. Cho chị Lê Thị Lệ Lâm. Rồi nha mấy chị nha, chó xanh, chị nào lại lên giùm cho em ạ. Em có size là 50kg cho tới 90kg giùm cho em. 50 tới 90 nha mấy chị nha. 90kg cho chị Nguyễn Quyên. 90kg cho chị Nguyễn Quyên. 65kg cho chị Văn Lữ. 65kg cho chị Văn Lữ. 50kg cho chị Nguyễn Nhung. 50kg cho chị Nguyễn Nhung. 50kg cho chị Nguyễn Nhung. 90kg cho chị Nguyễn Nguyên. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Hiệp Hòa chá xanh 70kg. Hiệp Hòa chá xanh 70kg cho Hiệp Hòa. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ủa cái này nam nổi ra không mặc được mà phải coi mẫu nam chị. Ưng màu nào thì lấy màu đó thôi chị. Chứ không phải ừ cái này cho nam cái kia cho nữ đâu chị ơi. À, chá xanh 90kg cho chị Nguyễn Hà. Cái chiếc hóa rồng là lấy luôn nè. Rồi thêm cái xanh 90kg nữa cho chị Nguyễn Hà nè. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Cái mẫu này á, là cái màu này là độc quyền chỉ riêng một mình nó có thôi. Và chỉ có đúng một màu này thôi nha mấy chị nha. Không có mẫu thứ hai và không có màu thứ hai mà được mã như thế này nha mấy chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Cái chiếc hóa ra ở lộn, chó xanh nha. 50kg cho tới 90kg đủ size. XL là 95kg tới 105kg. Ủa áo này chứ không phải giống như áo 3D đâu, ủa Adidas đâu nha. Áo Adidas là size nó khác. Còn áo này là size nó khác. Áo này nó xuất size bằng size Mỹ á mấy chị, chứ không phải giống như size kia. Size Adidas Fuxi là chuẩn size Thái, còn cái này là nó xuất theo size Mỹ. Chó xanh 50kg hai cái cho Tôn Sơn Đỗ này. Hai cái cho Tôn Sơn Đỗ này. Rồi nha mấy chị nha, đặt hàng tốt nhất lên số ký đi. Còn nếu mà thích rộng rãi thoải mái thì tự động đun số ký lên. Rồi nha mấy chị nha, mọi người lưu ý giùm em nha. Chó xanh 90kg cho Tuyết Vũ chồng. Trời ơi lâu lâu mới có mẹ này mấy chị, đẹp lắm cho Tuyết Vũ luôn. Rồi nè chồng đó. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em. Rồi hốt hàng tiếp nha mọi người ơi.
không đẹp không lấy tiền mấy bà chế luôn. Đây mấy chị nha, chó xanh 56kg cho Dương Dự, 56kg cho Dương Dự. À, cá chép hóa rồng nam 63kg chồng, cá chép hóa rồng nam 63kg cho Nương Nguyễn. Đây, à, đẹp quá, mấy chị thích mặc rộng lại thoải mái nha, đôn số ký lên giùm em nha. Đây, 63kg tại cái dòng này mình mặc rộng nó cũng đẹp và mình mặc ôm ôm nó cũng đẹp tại nó dễ mặc lắm. Đây nha mấy chị nha, con này trời ơi, con mèo chạy xe web 3, hàng limited luôn, hàng phiên bản đặc biệt luôn. 50kg tới 90kg chị nào lấy em. Cho chị Nguyễn Hà, chó xanh 60kg cho chị Nguyễn Hà, 175.000 này em ơi nha. Rồi nha mấy chị nha, màu đen hả? Màu đen hả, chị lấy con cá chép hóa rồng đi Diễm Dương. Nè, trời ơi, nam mặc là chỉ có test mắt thôi, chồng em mặc áo này đi đám cưới mà ai cũng hỏi trơn luôn, tại cái màu nó đẹp. Nha mấy chị, coi cái màu nó đẹp nè, cái màu nó in, cái màu nó đẹp, nó không có đụng hàng, cho nên đẹp lắm. Cá chép hóa rồng 80kg cho chị Nương Nguyễn luôn. Cá chép hóa rồng là từ 50kg tới 90kg nam nữ luôn nha. Tất cả những mẫu này nam nữ đều mặc được hết, chỉ có điều là mình ưng màu mẫu nào mình lấy màu đó thôi, chứ không phải là ừ cái này dành cho nam, cái này dành cho nữ, không phải. Nhưng mấy cái mẫu này nam mặc cũng rất là đẹp. Nhưng mấy chị nha, tại vì nó đơn, nó kiểu chỉ là một con mèo chạy trên xe với ba thôi, rất là đơn giản. Ví dụ như màu hồng đi, nữ mình mặc thì đẹp, nhưng mà nam á thì mặc thì mấy chị còn ngại hơi kỳ. Chứ còn lại là tất cả nha, như con chó này xin lỗi nha, nam mặc hơi bị đẹp đấy mấy chị. Rồi như con mèo cũng vậy. Mấy bà đừng có nghĩ là con mèo này kia là nam mặc không được, không phải đâu mấy chị nha, không phải đâu. Nhưng mấy chị nha, tùy mình ha. Hai cái áo rồng, một cái 70 với một cái 60 hả em ơi? 60kg á, 60kg á em thích mặc rộng thì nên lấy 62 là size M, còn 70kg á em thích mặc rộng thì em nên lấy 75kg nha. Em muốn sao nha, nha Thảo Đào ơi. Rồi nha, còn 60kg mà em đã tự hao rồi mà em thấy 60kg là size cỡ tầm đó ok thì em chốt ha. Còn 70kg, ví dụ như em 6 mấy ký mà em trừ hao 70kg thì ok rồi, thì chốt số đó thôi, không cần phải tăng thêm. Chị đang nói là nói số ký thật nha. Ví dụ như mấy chị nào mà 70kg mà số ký thật á, mà chị muốn thoải mái thì cứ việc lấy 75kg. Mèo 80kg, mèo chạy xe vết 3 đẹp quá. Mèo chạy xe vết 3 80kg cho chị Trần Hương. Mèo nha mọi người ơi, mèo em có size từ 50kg tới 90kg dùm cho em. Nha mấy chị, mèo em có size từ 50 tới 90. Mèo em có size từ 50kg tới 90kg. Nương Nguyễn cá chép hóa rồng 60kg nữa. Thích mặt rộng thì đô số ký lên nha mọi người ơi. 60kg á là nó múc size, 50kg tới 60kg là cùng một size đó. Cho nên là 60kg chị nào mà thích mặt rộng thoải mái thì gáy lên 65kg. Mèo 50kg, trời ơi đẹp quá. Mèo 50kg cho Tôn Sơn Đỗ. Mèo 50 cho tới, em đang mặc size S 50kg thì mấy chị 50 cho tới 60. Em 57kg. Mấy chị thấy chưa? Em 57kg này. Mấy chị thấy không? Nha. Rồi nha mấy chị nha, áo mèo size M cho Bích Đào Nguyễn Thị, biết size rồi đúng không chị ơi? Rồi nha mấy chị, chốt theo số ký đó chồng, một cái 60, một cái 70, ok Thúy Đào. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy làm em ạ? 175.000 nha chị, 175.000. Mèo size 73 76kg, 76kg cho chị Hà Thúy, 56kg cho chị Phương Châu, 56kg cho chị Phương Sâu. Một size 60kg, một cái 90kg Nguyễn Hà, một cái 60, một cái 90 cho chị Nguyễn Hà. Một cái 60, một cái 90, nhớ trừ hao lên cho nó thoải mái nha. Rồi, size M, đen mèo M cho Nguyễn Thơm. Một cái cô cá chép hóa rồng M, một cái mèo M. Phương Trần mèo số 2kg, có luôn. Đây, nhớ mấy chị nha, cá chép hóa rồng cho Nguyễn Thơm luôn nè. Rồi, nhớ mấy chị, mèo 50kg cho tới 90kg, 175.000. 75kg dồn đơn hôm qua cho chị. Cá chép hóa rồng 75kg chồng. Cá chép hóa rồng 75kg cho chị Loan Phượng. Phương Trần lên số điện thoại giùm em. Phương Trần lên số điện thoại giùm em. Rồi nhớ mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Cá chép hóa rồng. Nhớ mấy chị nha, cá chép 75kg, 75. Rồi 75kg này cho chị Loan Phùng. Rồi nhớ mấy chị mèo 50kg cho tới 90kg đủ size. Chị nào ưng mèo lên mèo. Rồi mấy chị nha. Diễm Hình nè, mấy chị cho, đừng có cho địa chỉ trên like, cho số điện thoại em là được rồi. Địa chỉ mấy chị nhắn qua tin nhắn giùm em á. Ví dụ mình coi hết like rồi, mình nhắn qua tin nhắn nói em ơi chị mới đặt áo trên like, chị cho em địa chỉ khi nào hàng về chốt đơn cho chị. À, hôm nay like nhưng mà 3 ngày sau mới chốt nha mấy chế nha, chứ chưa có chốt liền đâu nha mấy chị. À, rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Trời đất ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Cá chép hóa rồng, mèo 53kg cho chị Thanh Loan chồng. Cá chép hóa rồng mèo 53kg cho chị Thanh Loan.
Rồi cá chép hóa rồng mèo 53kg cho chị Thanh Loan. Rồi mèo em còn 62kg cho tới 62kg tới 90kg nha. Rồi nha mấy chị nha, 175.000 rồi chị. Áo chuẩn nhập trực tiếp từ Thái luôn nha mấy chị nha. Xách tay từ Thái về cho mấy chị luôn. Rồi nha mấy chị, cá chép là em có size từ 50kg tới 90kg đủ size. Cá chép em có size từ 50kg tới 90kg đủ size giùm em nha mấy chị nha. Cá chép nha mấy chị nha, từ 50 tới 90 đủ size. Chị nào lấy cá chép lên nhìn cho em cá chép ha, 50 tới 90. Rồi em lên cực phẩm nữa cho mấy bà chế đây. Trời ơi, cực phẩm không đẹp, không lấy tiền nha. Nhanh tay nha mấy chị, số lượng có hạn. Số lượng có hạn nha mọi người ơi, số lượng có hạn nha. Có rất là ít nha mọi người, rất là ít luôn. Ồ, có vài cái gì trời. Em lên nha mấy chị, con đại bàng nâu. Đại bàng nha mấy chị nha. Đại bàng loan, trời ơi đẹp xỉu. 50kg cho tới 90kg, tranh thủ hốt. Đẹp quá, 50kg tới 90kg, tranh thủ giùm em. Ghi chị em là đại bàng loan, 50kg tới 90kg, đủ size. Em gom với chị có giá 175.000. Con này shop khác không dưới 300 đâu, em nói thiệt luôn á. Bởi vì mấy con này nó quá kiểu rất là độc luôn á. Nó quát nó khó hơn những cái quát full màu. Nó quát full màu nó sẽ dễ hơn những cái mà nó quát kiểu như thế này. Cho nên cái giá của nó cao hơn. Và đặc biệt nha mấy chị là giá bán ở tại Việt Nam mình rất là cao ha. Size S hả? Ok Nguyễn Thanh Hiền. Cái chiếc hóa rồng size S. Đài bàn 53kg cho chị Thanh Loan. Nhanh nha mấy chị, có mấy cái này mọi người ơi, có mấy cái à. Hoa hướng dương size S luôn, có mấy cái thôi nha mấy chị. Có mấy cái thôi nha mọi người ơi. Cá chép ôn đại bàng loan. Nhưng mấy chị, nó cái màu nó vừa đẹp mà cái mẫu nó cũng đẹp nữa. Hàn Quốc dân mấy chị. À, cái mẫu nó là cái mẫu nó là nhìn một phát là biết của Thái liền luôn á. Đại bàng 75kg cho chị 6 bảnh này. 75kg cho chị 6 bảnh này. Rồi nha mấy chị nha. À, rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Đại bàng nha mấy chị, đưa cho vợ cái áo con mèo chị size 3. Mèo 70kg cho Lưu Kim Yến luôn. Hai cái, thành là hai cái. Một cái 70 với lại một cái nữa. Rồi một cái 70 cho Lưu Kim Yến. Rồi đài bàng 60. Đài bàng 62kg. Đài bàng rồi con cái 62kg này. Thay bọc đi. 62kg. Cái chiếc hóa rồng 63kg cho chị Phương Trần. Đài bàng. À lấy rồi đúng không? Chưa có số điện thoại chồng ơi. Chưa có số điện thoại là chưa chốt đơn nha. Đài bàng 65kg cho Văn Lữ. Thôi đặt hàng không có số điện thoại ngưng chốt với chồng. Rồi 65kg cho Văn Lữ. Đại bàng size L cho Lê Đức. Rồi đại bàng 50kg cho Hồng Sơn. Đại bàng size S cho Như Ý Phạm. À, chị Thúy ơi, 63kg hết rồi. Chị Thúy Phượng ơi, 63kg hết rồi chị. Cái mẫu này nó ít lắm, em nói nó ít xíu à. Như Ý Phạm chốt rồi. Dung Hoàng hết. À, chị Thúy Phượng hết. 90kg cho Diễm, 90kg cho Diễm Dương. Rồi, đại bàng 70kg Đặng Thị Huyền hết. Nam mặc bao đẹp chứ sao không đẹp chị ơi. Đại bàng này nam mặc là cực kỳ ok luôn. Rồi nha mấy chị nha. À, em có size là 50kg tới 60kg và 75kg tới 90. Chị Hồng Nguyễn đại bàng 75kg. Hồng Nguyễn đại bàng 75kg. Chị Phương Trần cho số chốt với chị luôn nè. Rồi nha mấy chị nha. Đại bàng 50kg tới 60kg và 75kg cho tới 90. Chị nó ưng đại bàng lên nhùm cho em đại bàng nha. Em chỉ còn size nhiêu đó thôi. Này có mấy cái mấy chị. Giờ nó hết hàng. Chỉ còn mấy cái mã này em lấy số lượng lắm. Em lấy số lượng em không có tiết tiền luôn á mấy chị. Nhưng mà nó hết hàng. Rồi mấy chị. Ok Ngọc chị Hiếu nè. Rồi đại bàng 63 Phương Trần hết. Rồi mèo đây. Mèo bây giờ em còn 62, 63 kg trở lên nha. Cho tới 90 kg. Đại bàng 75 kg Hồng Nguyễn chốt phải không chồng. Rồi nha mấy chị nha. Mèo 62 kg cho tới 90, mèo chạy xe vết 3, đẹp cực kỳ. Mèo chạy xe vết 3 62 kg cho tới 90. Nói sao? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Đó, nha mấy chị nào lấy lên giùm cho em ha. Rồi mấy chị, đúng rồi. Rồi mấy chị nha. À, con muốn cấp còn á, chị Huỳnh Văn Hùng ơi. Lấy lên đơn giùm em nha. Còn nha Hình Quang Hùng. Rồi qua mẫu mọi người ơi, qua mẫu S nữa là tổng hai áo Nguyễn Thị Thanh Hiền. Rồi ok chị. Rồi nha mọi người ơi, chị nào lấy nữa lên giùm cho em ạ. À. Lấy nữa lên giùm cho em nha mấy chị nha.
lấy cho chị trang, lấy cho vợ cái màu đen nào, màu đen, màu đen. Ô con voi màu đen đi chồng. Con voi ở bản đôn chưa có ngà nên còn trẻ con. Rồi xong, cái size gì mà kỳ cục kèo dữ vậy trời. Rồi nha mấy chị, con voi nha mọi người, con voi quá trời quá đất chưa, 50kg cho tới 70kg. Chị nào lấy voi lên voi giùm em, buổi tối nó phát sáng lên đẹp cực kỳ nha mấy chị nha. Con voi nha mấy chị. Con voi một cánh đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Con voi trời ơi đẹp chưa, đại bàng 75kg cho chị Phụng Thảo chồng, đại bàng 75kg. Rồi voi 50kg cho tới 70kg luôn giùm em. Con là 65.000 hũ em. Rồi ship là 29.000. Rồi nha mấy chị nha, voi không có 90kg chị, voi 50kg cho tới 70kg thôi. Chị nào ưng voi lên voi giùm em nha. Voi đẹp quá. Mấy chị mua cho con trai đồ mặc đẹp lắm mấy chị. Con trai ấy hả, mấy đứa trai mà mặc mấy cái này thôi cho cưng xỉu luôn. Đài ban 70kg hết nha chị ơi. Voi 70kg cho Đặng Thị Huyền. Voi 50kg tới 70kg thôi nha mấy chị. 70kg Đặng Thị Huyền. Gì áo mèo 62kg hai cái, một cái 80, một cái 90. Mèo á, mèo chạy xe với ba, hai cái 62 và một cái 80, một cái 90. Rồi ok, Nương Nguyễn này, voi 62 với 70. Trang Phạm 62 và 70 là cùng một size đó nha. 62 và 70 cùng một size. Chị em nào mà 70kg thích thoải mái thì nên lấy 75kg, đừng nên lấy 70. Nha mấy chị nha. Hết rồi. Đúng rồi. Hết rồi, cái này còn M à. Cãi không. Rồi nha mấy chị nha, nam nữ đều mặc được nha chị. Trang hình lại trao size L. Rồi ok chị, voi 60kg cho Hồng Sơn. 60kg thích thoải mái nên lấy 63kg giùm em nha. Rồi nha mấy chị nha. Cái gì, Nương Nguyễn hả? Con cái hả? Nương Nguyễn ơi, thiếu con cái 90kg rồi, chị có lấy không chị? Nương Nguyễn ơi, con mèo đó chỉ có là hai cái 62 với một cái 80 thôi, chứ không có 90 nha. Chó xanh 70kg, 62 với 70kg, ok Trang Phạm. Rồi chó xanh 50kg chồng Tuyết Châm. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em ha. Voi 50kg cho tới 70kg giùm chị em nha. Voi 50 cho tới 70. Chị nào ưng voi lên voi giùm em ạ. Voi 50 cho tới 70 ha. Chị nào ưng voi lên voi, chó xanh cho Tuyết Châm 50. Voi 50 cho tới 70 giùm chị em ha. 50 cho tới 70. Rồi mấy chị nha. Huỳnh Văn Hùng là một lọ mùng cấp con. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Chị nào lấy giùm em. Đó là chế ưng cô gái Hồng này. Đẹp nhất cái nắp luôn. 62kg cho tới 90. Trời ơi đẹp lắm. Mèo hết 85 luôn rồi Nương Nguyễn ơi, hết luôn. Mèo chỉ còn đúng một cái size 80 tới 90kg là còn đúng có một cái thôi nha Nương Nguyễn. Rồi này mấy chị coi giùm chị em cô gái này. Cô gái Hồng này. Trời ơi đẹp lắm luôn nha mấy chị. Cá xanh 60. Mịch Minh Nhật Minh mèo, mèo một cái 62 còn chó xanh cái 60. Còn cô gái Hồng nghe em đi 62 kg cho tới 90 kg mà nó đẹp dữ lắm trời quơ. Lâu lắm mới gom được cô gái nha mấy chị nha. Tại vì nó mới ra nó hết liên tục luôn. Nó mới ra được đâu á, có một tháng mấy nay cho mấy. Nhưng mà hàng nó không có hàng luôn á. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Tuyết Nguyễn ơi, inbox qua tin nhắn giùm chị nha em. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Cô gái Hồng, em có size từ 62kg tới 90kg. Đủ size. Có 175.000, đẹp quá trời luôn. Rồi mấy chị nha. Nha mấy chị nha. Ủa chị ơi, 70kg. Giờ 75kg đâu có còn size đâu để đổi chị. Một là hủy ra chứ còn không có còn size để đổi đâu nha chị ơi. Em nói ngay từ đầu rồi mà mọi người. Chồng đưa chân vợ cô gái này nữa chồng. Cô gái này đẹp quá. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy em ạ. Rồi em lên cho mấy chị em lên không đây nè. Đúng ở dưới đó đúng rồi. Rồi mấy chị cô gái Hồng 90kg, cô gái Hồng 75kg cho Nguyễn Hằng. Cô gái Hồng 75 một cái 90 cho Dung Ngọc luôn. Rồi cho mấy chị nha. Rớt đi nhức nách luôn nè. Chồng. Hết rồi Lưu Nguyễn ơi, em còn căng cá 80kg em lấy cho chị đó là hết luôn rồi đó. Nói chung là hai cái 62 một cái 80 là chốt như đó thôi, còn nếu mà hơn nữa cũng không cần nha chị. Còn nếu mà chị không lấy chị nói em để biết nãy em xả ra nha, chứ tại vì cái mẫu đó cũng đang có người cần. Rồi 75kg cho chị Nguyễn Hồng. 75kg cho Nguyễn Hồng. Cô gái Hồng 90kg cho Dung Ngọc. Cô gái Hồng 85kg cho Phạm Hằng. 85kg cho Phạm Hằng. Áo vôi 175.000 ạ.
Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy cô gái màu đen đây, em lên cực phẩm cho mấy chị đây, xin lỗi nha, nó không đẹp em cho mấy chị trả hàng luôn. Đây mấy chị coi giùm em nè, cô gái đen nè, trời đất ơi, nó đẹp mà tôi nói thiệt chứ mấy bà nha, nó nét như màn hình, như là cái độ HB luôn nha mấy chị nha, HD đó. Mấy chị coi giùm em nè, coi giùm em nè, đẹp chưa? Cô gái sói này là 50kg tới 90kg. Nha mấy chị nha, 175.000, chị nào lấy lên giùm cho em. 50kg tới 90kg, 175.000, chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha mấy chị nha. Cô gái, trời ơi, xin lỗi cho nó đẹp quá trời ơi. 50kg cho tới 70kg giùm cho em. Chị nào lấy cô gái lên cô gái giùm em ha. 50kg cho tới 90 nha mọi người. Cô gái sói 50kg tới 90kg giùm cho em. 175.000, chị nào lấy cô gái sói lên giùm cho em cô gái sói. 50kg cho tới 90kg nha mấy chị, 50kg tới 90kg. Cô gái sói 50kg tới 90kg đủ size. 175.000. Ôi ơi, nó đẹp. Cô gái sói 55kg cho chị Hà Vũ. Rồi mấy chị, 85kg cho Phạm Hằng. Rồi, 58kg cho My Kiều. Rồi, 62kg cho chị Phương Trần. Nha mấy chị nha. Tôi nói thiệt luôn á trời. Mấy bà suy nghĩ kỹ đi nha. Cứ việc đặt rồi mà chồng chị không chịu, rồi con chị không chịu. Ủa vậy thì hỏi thử đi chứ trời. Rồi ok, Nô Nguyễn vậy xả cái Nô Nguyễn ra. Cô gái sói cho dân đại. Xả cái của Hồng Nguyễn luôn. Mấy chị ơi thiệt luôn, như con nít chỉ cho ân đặt ân xả nó mất thời gian của em. Nha mấy chị. Mấy chị cứ hỏi đi, hỏi ý kiến hay là hỏi con mình đi, ân thì thôi. Nha mấy chị nha, trong khi hàng của em thì không có chốt cho mấy chị khác. Trần Hương cô gái sói 80kg. Cô gái L cho Minh Nguyễn. Rồi, cô gái sói 75 cho Lưu Như Yến. Còn con mèo chị muốn chuyển qua 75 không? Em có còn cái 75 em chuyển cho chị luôn nha, chị Lưu Kim Yến. Nếu chị không thích 70 thì em lấy 75 cho chị con mèo luôn. Cô gái sói 60kg cho Dại Dại. Rồi nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Cô gái sói em có size từ 50kg cho tới 90kg đủ size. Cô gái sói từ 50kg tới 90kg đủ size. Em gom với chị chỉ có giá 175.000. Nhưng mấy chị 175.000 thôi. Nhưng mấy chị nha, thay vì mấy chị mua ở tại Việt Nam mình, mấy chị mua họ 200 mấy 300.000 một con. Con mèo cho chị Nô Nguyễn 62kg em lấy thôi chị ơi. Không có nha Huỳnh Văn Hùng. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Đại lên số điện thoại giùm em. Nha mấy chị nha. Trang Phạm ơi, em chốt với chị rồi mà, chị Trang Phạm. Con voi đúng không? Em chốt với chị rồi mà. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Trong. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Cô gái sói nha mấy chị nha, cô gái sói. Cô gái sói ha, 50kg tới 90kg đủ size, đẹp quá. 175.000, có 175.000 thôi nha mấy chị nha. Em bán rất là rẻ luôn á mấy chị, tại vì cái hàng này là hàng cực phẩm mà, ở bên Thái mấy chị mua họ toàn mấy trăm bạc cái. Chị ok luôn rồi chồng. Lấy cái áo con mèo á, chuyển qua từ 70 chị chuyển qua thành 75 cho chị. Ra cái tin nhắn lại cuối á, chị có ghi là con mèo từ 70 lấy qua 75 để nó bỏ cái 70 ra. Rồi nha mấy chị nha, nam mặc bao đẹp nha Nhung Nguyễn. Trời ơi mấy cái dòng quỷ này nam mặc đẹp lắm. Nữ mình mặc đẹp là nam chỉ có đẹp hơn thôi nha mọi người. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em ha. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Chị nào lấy có áo lon không? Lùm áo lon ấy. Là áo lon ấy, mấy chị thích áo lon. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Năm mươi kg hết chị Bích Ngọc à, chứ không phải em có mới hết luôn á. Cô gái đó em nói ít hàng lắm, chị còn 62kg trở lên rồi chị, dưới 60 hết. Không phải, hiểu không? Ê lỡ ơi, đưa đây luôn, nhưng mà cái mẫu của con lon như con kia này. Đúng rồi, con lon vậy đó. Con lon đó, thấy không? Nhớ không? Trồng chắc ở ngồi ở dưới khách sạn á, trồng chắc ở dưới một mớ ở dưới á. Ở dưới chỗ quay lại tăng á, quá trời luôn. Nó chịu rinh lên. Rồi con mèo nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, mèo. Quá trời quá đất luôn, mèo dễ thương lắm. Mà cái màu nó đẹp ha. 65kg cho tới 90kg 175.000. Và 95kg tới 105kg là 215.000 dùm cho em. Nha mấy chị nha, mèo. Mèo nha mấy chị nha, mèo. Mèo, gửi mặt như mèo. Này mấy chị, mèo ha.
75 kg cho tới 90. 75 kg tới 90 175.000 và 95 kg tới 105 kg là 215.000. Mèo không có 55 đâu mấy chị. Mèo là 75 kg cho tới 90. Hoa cẩm chướng cô gái 60. Cô gái 60 kg thích mặt rộng thì lấy số 2 kg cho nó thoải mái nha mọi người. Rồi hoa cẩm chướng này. Rồi nha mấy chị nha, mèo 75 kg cho tới 90. 175.000 và 95 kg tới 105 kg là 215.000. Nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ghi cho em mèo nha mấy chị nha, mèo mèo cưng lắm nha mọi người. Ok là chốt làm sao? Ok vẫn chốt 60 kg đúng không? Hoa cẩm chướng ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy mèo lên mèo giùm em. 75 kg tới 90, 175.000. Còn 95 kg tới 105 kg là 215.000. Nha mấy chị, tôn son đỏ mèo. Alo đây đây đây, mèo 65 nè. Mèo 85 với lại mèo 78 với chị Châu Phương luôn. Mèo 75 kg cho tới 90. Phụng Thảo cúc mèo 75 kg. Phụng Thảo cô gái sói chứ 75 kg, cô gái sói 75 kg. Mèo L cho Minh Lê, mèo đẹp lắm, mèo đẹp lắm, cái màu nó đẹp nha mấy chị, cái màu nó đẹp. Cô gái sói 62 kg hai cái cho chị Văn Cang Lê. Rồi 62 kg hai cái cho chị Văn Cang Lê. Mèo cô gái này nam mặc cực kỳ đẹp luôn nha, nam mặc mấy chị cho ở mặc tập là y bài luôn. Mèo 85 kg cho chị Hà Thủy luôn. Mèo em có size là 75 kg cho tới 90 và 95 kg tới 105 kg. Cô gái sói 50 kg cho Lệ Đắng, 50 kg cho Lệ Đắng. Rồi chị nào ân lên giùm chị em nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm chị em. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu giùm chị em ha. Cô gái ạ, chồng đưa cho dọn mẫu lon đây nè, lấy mẫu lon đó, đúng rồi. Đấy giờ ít lon rồi. Ồ con ngựa đâu, có ngựa không? Xin ngựa lại cho con vợ. Ồ, ôi ôi, nứt nắp luôn á trời. Cái túi. Nhưng mà họ có 20 cái rồi mà. Đấy, nằm ở đây đâu rồi? Cặp gọi xả hai dưỡng môi nha đam. Ok chị, mèo không có 60 nha. Mèo là 75 kg cho tới 90. Lè đắng lấy rồi đúng không? Em lên cho mấy chị cực phẩm nữa nè. Nó mấy cái trời. Trời ơi, ối. Cái này coi nữa đây, có sai kỳ cục vậy. Trời ơi, con ngựa, má ơi, nó đẹp dữ thần luôn. 75 kg cho tới 90, 175.000. 95 kg tới 105 kg, 215.000 dùm cho em. Rồi ạ, mèo 90 kg. Mèo 90 kg cho chị Trần Du My. Rồi nha mấy chị nha, con ngựa 75 kg tới 90, 175.000. Và 95 kg tới 105 kg là 215.000 dùm cho em ạ. Con ngựa nha mấy chị nha, trời ơi, mấy chị coi ngựa nè. Đẹp dày ai chịu nổi cho. Đẹp dày ai chịu nổi cho. Hoa cẩm chướng đặt hàng lên số ký nha. Nhưng mà 75 kg trở lên. 75 kg tới 90 kg 175.000. Và 95 kg tới 105 kg là 215.000 dùm cho em. Chị nào ưng ngựa lên ngựa dùm em ha. Đẹp quá. Chị nào ưng ngựa lên ngựa dùm em. 75 kg tới 90 kg dùm mấy chị nha. 75 kg tới 90 kg. Hoa cẩm chướng ngựa 75 kg. Ngựa 75 kg tới 90 175.000. Và 95 kg tới 105 kg là 215.000. Chị My Gia Ken, chị Cô Ta gì là 105 kg là 215.000. Ngựa 85 kg cho Trần Thị Hược. Rồi nha mấy chị nha, ngựa L cho Minh Lê. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Ngựa 85 kg cho Phạm Hằng. Ngựa 75 kg cho Trần Phương. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, ngựa 75 kg cho Lê Đức. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ha. Ngựa 75 kg cho tới, ngựa cho Nhung Nguyễn 75 kg. Rồi, ngựa em còn cái 62 kg tới 70 nữa. Ngựa em còn cái 62 tới 70. Trời ơi, tôi nói Nguyễn Nessie làm cái gì vậy trời. Tôi nói người gì đâu luôn á. Người gì đâu luôn á, giận dở sợ luôn. Tôi nói 80 năm rồi mới thấy nha, 80 năm rồi nha Nguyễn Nessie ơi. Tôi nói thiệt luôn á, giận ghê, giận luôn á, lâu quá trời mới thấy. Mèo này hả chị, mèo này không có 65 nha chị ơi. Mèo này từ 75 kg trở lên. Chị lấy mèo viết ba được không? Ngựa 62 cho Duyên Võ, rồi hết hàng. Ngựa 62 cho Duyên Võ, hết hàng. Ngựa 62 cho Duyên Võ, rồi hết hàng. Là nhớ chị, con mèo này hết rồi chị ơi. Con mèo chạy xe viết ba được không?
Con mèo chạy xe phép 3 chị, mèo chạy xe phép 3 là có size là 62kg cho tới 70 thôi. Còn con mèo kia là không có nha chị nha. Rồi qua mẫu, qua mẫu. Lấy một hũ ok chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Chị nào lấy lên giùm chị em nha. Rồi nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, em lên tiếp mấy chị cực phẩm nữa nè. Ê sao nhiều cực phẩm như trời. Ê con... Đưa. Trời ơi điệt quá. Trời ơi thiệt luôn á, toàn là siêu phẩm không mọi người ơi. Tôi nói toàn siêu phẩm luôn á nha mấy chị nha. Coi này mấy chị, coi con siêu phẩm này nè. Con siêu phẩm này mà không cưng nữa thôi luôn á. Con siêu phẩm này mà không đẹp, không đẹp tầm này nữa là thôi luôn mọi người ơi. Coi giùm em, chớp đi, nhức cái nách chưa. Có 175.000, coi nó quát cái áo này mấy chị. Nó quát cái gì mà tôi nói thiệt kinh khủng, phải nói là phục nó luôn nha mấy chị. Phục cái công nghệ in của nó luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha. Con sói em có size, con sói em có size 50kg cho tới 90kg, đủ size 175.000. Cô gái sói nha mấy chị, 50kg cho tới 90kg giùm chị em 175.000. Má ơi nó đẹp. Cô gái con sói nha mấy chị, 50kg cho tới 90kg 175.000. Sói đẹp quá. Sói đẹp quá mấy chị ơi. 53kg cho chị Thanh Loan. Em gom mấy chị họ không gom thôi, gom toàn cực phẩm thôi nha mấy chị nha. Ra nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ra nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. 50kg cho tới 90kg chị nào lấy giùm em. Nam nữ mặc được hết nha chị nha, không có phân biệt. Không có phân biệt là cái này cho nam hay là cái này cho nữ. Ưng á mấy chị hốt nha. Chính xác như Nhung Nguyễn ơi. 70kg là M. Rồi mấy chị, con sói 90kg cho Nguyễn Linh. Rồi con sói 90kg cho Nguyễn Linh. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Lười like em ơi, chị có gom mà chị lười like. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Sói 50kg tới 90kg, sói 80kg cho chị Duy Hằng Duy. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy sói lên sói giùm em. 50kg tới 90kg có 175.000 à. Trời ơi, cực phẩm nha mấy chị nha, cực phẩm trời ơi đẹp lắm luôn mọi người ơi, coi nè. Cực phẩm nha mấy chị, cực phẩm sói 50kg tới 90kg giùm cho em. Sói 85kg cho Phạm Hằng. Chó 69kg cho Phạm, cho Thúy Đào. 62kg cho Trần Phượng. Rồi sói nha mấy chị nha, 50kg cho tới 90kg đủ size có 175.000 à. Rẻ mà đẹp nữa chứ. 90kg cho chị Miyaken. 90kg cho chị Miyaken. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em. Sói 50kg tới 90kg đủ size 175.000. Nha mấy chị nha, có 175.000. Chị nào lấy lên giùm em. Sói M cho chị Nhung Nguyễn. Rồi chị nào lấy sói lên sói giùm em. Sói 50kg tới 90kg nha mấy chị nha, đủ size 175.000. Nha mấy chị, đủ size 175.000. Trời ơi vừa rẻ lại vừa đẹp nữa. Sói 75kg cho Phụng Thảo. Nguyễn Thanh Huyền, sói 1S 1M ok. 1S 1M cho Nguyễn Thanh Huyền. Rồi sói nha mấy chị nha, 50kg tới 90kg. 5 hộp thăm nắp ok chị luôn. Rồi Phụng Thảo. Rồi nha mấy chị nha, Trang Nguyễn. Ủa. Không lấy luôn. Trang Nguyễn một cái 60, một cái 85. Một cái 60, một cái 85 cho Trang Nguyễn luôn. Rồi nha mấy chị nha. 5 hộp thăm nách, 690kg cho chị Hàng Si Tiễn. Rồi ok chị. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. 50kg tới 90kg đủ size. 50 tới 90 đủ size nha mấy chị nha. 50kg tới 90kg đủ size. Rồi nha mấy chị, 50kg tới 90kg giùm chị em đủ size. Lá đi, lá đi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi mấy chị nha, sói em mời cho Đoàn Thị Hòa chồng. Rồi em lên cho mấy chị lá siêu đẹp nữa. Nóng bao tử có thuốc uống không em? Nóng bao tử hả? Chị uống cái chai trào ngược dạ dày ấy chị. Cái đó nó thuộc vô cái phần trào ngược dạ dày. Nó bị viêm á, bị hơi lên á. Chị mua cái chai trào ngược dạ dày á, chị trào uống 2 chai thôi. 68.000 chai. Mà chị uống một chai, hết một chai là chị đã thấy nó có ok rồi nha. Nhưng mà hồi chị cứ uống cho em nè, sáng lần, trưa lần, chiều lần, tối trước khi đi ngủ một lần, một ngày 4 lần sau bữa ăn. Còn đi ngủ trước khi đi ngủ là một lần là được. Ăn sáng uống một tiếng hồ sau uống một muỗng, ăn trưa một tiếng hồ sau uống một muỗng, ăn chiều một tiếng hồ sau uống một muỗng, buổi tối trước khi ngủ uống muỗng cho em. Rồi mấy chị nha. 65kg mặc body nên lấy size S thôi nha Phạm Duy Chiến. Rồi mấy chị nha.
Thảo đào chó một cái 60, một cái 69 hả? Không, 60 một cái, 69 một cái là đúng rồi hả? Lấy thêm cái 60 nữa. Thúy đào lấy thêm cái chó 60 nữa. Chó thêm cái 60. Rồi, 65kg muốn ôm body thì lấy 60kg thôi nha. Thêm một con sói 50kg cho Trang Nguyễn. Thêm một con sói 50kg cho Trang Nguyễn. Hai chai thuốc bao tử, chai trào ngược dạ dày. Chai trào ngược dạ dày như chị đừng ghi chai bao tử, chai trào ngược dạ dày. Ha, uống vậy cho em á, ok lắm. Hồi trước em cũng bị đình thôi, với ở với lại nó lên cái men chua á, nó làm mình buồn nôn, ói mửa rồi đó. Rồi nha mấy chị nha, áo lá siêu đẹp luôn, 50kg tới 90kg đủ size, 175.000. Áo lá 50kg tới 90kg giùm chị em. Áo lá 50kg tới 90kg nha mấy chị nha. Áo lá 50kg tới 90kg, 100. Áo lá 50kg tới 90kg. Trời ơi đẹp quá à. 175.000. Chị nào ân lá lên lá giùm em nha mấy chị nha. 50kg tới 90kg giùm cho em. Áo lá 50kg tới 90kg. Ok chị nè. 50kg tới 90kg, 175.000. Chị nào ân lá lên lá giùm em ha. 50 tới 90 nha mấy chị nha. 50kg tới 90kg, chị nào ân lá lên lá giùm em, đẹp quá à. 50kg tới 90kg giùm em, 179.000. Rồi, áo sói 1S có rồi, Nguyễn Thanh Huyền đã chốt nha, Nguyễn Thanh Huyền đã chốt. Phương Châu 67kg này. 67kg này. Chị Quỳnh nghe. 60kg này, 68kg chứ. Rồi mấy chị nha, lá 50kg tới 90kg đủ size. Em gom mấy chị có 175.000 thôi, chị nào lấy lá lên lá giùm em ha. Áo lá nha mấy chị nha, 50kg tới 90kg giùm em. 50kg tới 90kg. Không không. Lá không có đâu chị. Nó còn con ngựa này, chị ôm ngựa không? Lá cho Dung Hoàng 60kg này. Con ngựa này có 105kg nè chị. Còn cái ngựa. Lá anh L cho Nguyễn Thùy. Lá anh L cho Nguyễn Thùy. Rồi, chị nào lấy lên giùm cho em nha. Lá 50kg cho tới 90kg đủ size. 78kg cho chị ạ. 78kg cho chị Nhung. Cho chị Nhung Hoàng. Lá 50kg tới 90kg đủ size. 175.000. Lá cho chị Trúc Vang 60kg. Trần Phương lá 62kg cho Trần Phương. Lá 62kg cho Trần Phương. Lá 50kg tới 90kg giùm em. 56kg cho Mỹ Linh. 56kg cho Mỹ Linh. Lá 50kg cho tới 90kg. Lá cho Nguyễn Tươi 90kg. Lá cho Nguyễn Tươi 90kg. Cho Nguyễn Tươi 90kg. Lá 50kg tới 90kg nha. Vậy nào đấy. Ngựa còn size to thôi, 95kg tới 115kg, 215.000. Ngựa là em còn size 95kg tới 105kg là 215.000. 95kg tới 105kg là 215.000. Ai ôm ngựa lên ngựa ha. Rồi nha mấy chị nha, còn cái duy nhất. Rồi nha mấy chị, size ngựa này nó to. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Cho ăn vợ cho xanh đi con. Cho ăn vợ cho xanh đi. Áo lá Nương Nguyễn hả? Một cái 60, một cái 62, một cái 80, một cái 90. Biết còn không nữa. Còn coi thử, một cái 60, một cái 62. Một cái 60 nữa. Rồi. Không, một cái 60. Rồi, một cái, hai cái, một cái 80, một cái 90 nữa. Đó, đúng rồi. Cái này nè. Này một. Ủa, rồi xong thì không đủ rồi. Trời ơi, mấy chị mua cặp mà mấy bà để cho nó tới hết size nữa mà mới comment lên sao được. Con cái phải không? Rồi gì hết. Không đủ size nha Nương Nghĩa ơi. Lá 62 cưới cho chị Euro Trần. Lá 58 cưới cho chị Quang Quỳnh. Rồi hết. Chị Nương Nguyễn ơi, mấy chị mua cặp là chị phải lên cái lúc mà nó đầu size chứ. Chị để mà nãy giờ rồi nó còn nữa đâu. Hết nha chị Nương Nguyễn ơi. Rồi lá 54kg cho chị Chi Nhung. Chi Chung. Lá 50kg cho Trần Trang. 50kg cho Trần Trang. Rồi không có ngựa, không có 90kg. 175.000. Ngựa 95kg cho chị hai sen gì đây. 215.000. 95kg. Quần lít kim dài size lớn 3 cái 155.000 cái. Đó là 165.000 cái. Rồi em lên tiếp cho mấy chị con này nha. Em lên tiếp cho chị con này nè. Đẹp quá à. Em lên tiếp cho chị con này. Chuột vàng hết. Hết rồi nha. Con có. Trời ơi xin lỗi nha. Không đẹp. Không lấy tiền mấy chị luôn. Không đẹp. Không lấy tiền mọi người luôn. Nhưng mấy chị nha. Quá xuất sắc luôn rồi. Quá xuất sắc luôn rồi. Rồi mấy chị nha. Màn hình nhòe hả? Mọi người ơi thấy em không? Em thấy cũng rõ mà ta. Mọi người ơi thấy em không?
Rồi nha mấy chị nha. Giúp đi con chó, mấy chị đi tay phone này. Em cho mấy chị coi cận cảnh con chó này. Nó ơi, đẹp xuất sắc bà bảy luôn mấy chị. Coi nè, nét lắm luôn nha mấy chị. 50kg tới 90kg đủ size 175.000. Không comment được hả? Ủa xong được đấy, comment được đó, bữa nay đặt được con cặp rồi mà. Nguyễn Thanh Hiền của này lấy 1S 1M mã nào đó. Tại màn yếu, đứng không mua kịp hả? Ủa gì kỳ ta, tờ em sửa em không? Không có chứ chị Thu Văn Nguyễn ơi. Mọi người ơi thấy em không? Chắc mạng vượt biên mới dễ mấy chị. Trời ơi, con chó đẹp quá mọi người ơi, cưng chưa? 50kg tới 90kg trầu quơ dễ thương. Trời chết đi, nó đẹp mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Chó em mờ cho Nhung Nguyễn. Rồi nha mấy chị nha. 50kg cho Tôn Sơn Đỗ. 50kg cho Tôn Sơn Đỗ. 60kg cho Chuột Vàng. Chó anh L cho Minh Lê. Trời ơi đẹp quá, đẹp quá. Bên chị cũng không coi được hả? Coi lại thử chị. Màn mắt nãy giờ hả? Trời ơi thoát ra vô lại. Thôi mấy bà đừng thoát. Mấy bà chia sẻ cho tôi một cái đi. Về trang cá nhân đi rồi mấy bà vô lại. Chứ bà thoát ra thoát còn như mất em luôn đấy. Nha. Mình không thấy nhau đấy. Nha mấy chị. Trần Thị Hược 85kg cho Trần Thị Hược. 65-70 cho Trang Phạm. 65-70 cho Trang Phạm. Rồi cho Trang Phạm. Rồi nha mấy chị nha, 70kg thích mặt rộng nhớ lấy 75 nha. Rồi nha mấy chị ơi, chó 50kg cho tới 90kg. Nha mấy chị nha. Thấy như màn hình hơi điên là sao? Chó 60, 62, 80, 90. Rồi. Trời ơi, vừa đủ luôn chị ơi. Vừa đủ luôn. Vừa đủ cho chị Nương Nghĩa luôn á. Một cái 60, một cái 62, một cái 80, một cái 90 cho Nương Nghĩa. Rồi, Bích Thùy chó 57kg. Bích Thùy chó 57kg. Chó 64kg cho chị Mỹ Dung. Chó 55kg cho Hiền Lê. Rồi, chị Hà đổ lên cho em số ký. Ồ, vừa đổ luôn chị. Toàn giờ còn 50 cho tới 70 thôi. Rồi, mới chị chó cho em còn 50 tới 70. Chị Hà đổ chó 58kg. Rồi, mạng kỳ quá hả? Tại vì mấy chị biết sao mạng vượt biên nó dễ mấy chị ơi, nó hơi chập chờn chút xíu nha. Cho chị Lệ Lâm, cho chị Lệ Lâm 60kg. Cho chị Thúy Phượng 63kg, coi thử phải 60 không chồng. Rồi cho chị Thúy Phượng 63kg. Chị Lương đổ lấy rồi đúng không? Chị Nương đổ 58kg lấy rồi. Chị Nương đổ ơi, ok chị. Rồi nha, có lộn chị Hà đổ ơi, ok chị. Rồi mấy chị nha, chó 50 cho tới 70, chó 50 tới 70, 175.000. Rồi, chó 65kg cho Hình Tú Trinh. Chó 65kg cho Hình Tú Trinh. Rồi ok chị luôn, chị nó ân chó lên chó giùm em. 50kg tới 90kg nha mấy chị nha. 50 tới 90 giùm em ha. 50kg tới 90kg nha mấy chị nha. 50kg cho tới 90kg. Rồi chó 50kg tới 90kg. Rồi, em lên mấy chị con này nè. Nói chuyện kỳ hả? Chồng sợt cái tin nhắn ra cái này, cho nhãn lòng coi. Sợt tin nhắn còn nhãn lòng coi. À, để em coi thử nha chị. 60kg lá xanh và con ngựa. Không có con ngựa đâu nha chị ơi. Con ngựa không có 60kg đâu nha Chuột Vàng. Ơ, Chuột Vàng ơi, ngựa không có 60kg đâu. Lấy cho chị body HIA 65.000. Ok chị nè. Quần đang mặc không có bán chứ ơi. Chỗ gì đó.
Là sao? Đóng rồi. Là sao? Từ từ chị ơi, bây giờ em đang like hả? Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị ơi, con mèo 50 kg cho tới 90 kg. Mèo trời ơi, hàng Ly Minh thịt, hàng phiên bản đặc biệt, trời ơi nó siêu đẹp. Chuột 50 kg tới 90 kg đủ size. Chuột 50, ôi lộn, mèo, mấy chị coi giùm em này. 50 kg tới 90 kg dùm cho em đủ size. Chị nào lấy mèo lên mèo giùm em. 50 kg tới 90 kg dùm cho em đủ size nha mấy chị nha. 50 kg tới 90 kg dùm cho em đủ size nha mấy chị nha. Có áo hổ chồng chồng gương nha, giờ ít áo hổ ơi. Rồi nha mấy chị nha, mèo hàng limited luôn, 50 kg tới 90 kg dùm cho em đủ size. Chết đi, nó đẹp quá trời luôn. Ôi ôi, hàng limited nha mấy chị nha, nhìn con mèo cái là muốn mặc liền luôn mấy chị. Đây cho chị, Nguyễn Tươi 50 kg tới 90 kg này, Nguyễn Tươi nha. Cho chị Hoa Cẩm Chướng này, cho chị Minh Lê này 60 kg, cho chị Si Tuyển này. Rồi 57 kg cho chị Bích Thúy này. Mấy chị ơi, mấy chị thích mặc rộng rãi thoải mái nhớ đôn số ký giùm em. Ví dụ 60 kg mà mít thích mặc thoải mái thì nhớ lấy cho em là 63 kg trở lên nha. Chị Dung Hoàng 60 kg này, mọi người lưu ý giúp em ha nha mấy chị nha. 60 kg thích mặc rộng thoải mái thì nhớ lấy 63 kg giùm em. Hà Vũ 55 kg này. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Mèo 50 kg cho tới 90 kg, đẹp quá. Mèo 50 cho tới 90 nha mấy chị nha. Mèo 50 kg tới 90 kg nha mấy chị nha. Thấy con kia đâu? Con cọp này, cọp trắng, cọp đen này, thấy không? Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cho mấy chị nha. Mèo 62 kg cho chị Duyên Võ luôn. Trời ơi, mèo nét lắm mấy chị. 90 kg, Lý Hoàng hình như chốt rồi phải không ta? Lý Hoàng 90 kg cho Lý Hoàng. 90 kg cho Lý Hoàng. Mèo 50 kg tới 90 kg dùm cho em. Mèo 50 kg tới 90 kg dùm em nha mấy chị nha. Mèo 50 kg tới 90 kg dùm em ạ. Chị nào ăn mèo lên mèo dùm em. 50 kg tới 90 kg, 175 ngàn. Nha mấy chị, có 175 ngàn thôi. Đẹp lắm nha mấy chị nha, 175 ngàn thôi. Mèo 50 kg tới 90 kg dùm em nha mấy chị nha. Mèo 50 kg cho tới 90 kg dùm cho em ạ. Nha mấy chị, mèo 50 kg cho tới 90 kg dùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên dùm em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy dùm em ạ. Nha mấy chị nha, chị nào lấy luôn giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha.
Rồi thì mới chuyện nha mèo. Chị ơi, bữa nay chưa đâu chị. Em chắc chuyến sau chị, chuyến sau nó hàng gì hả? Chứ chuyến này không có. À chị Nhãn Lòng ơi, rồi em hiểu rồi. Em mới đọc với chị Nhãn Lòng, chị bữa sau chị comment em là 63 kg giùm em luôn nha chị Nhãn Lòng ơi. Là em hiểu liền nha chị. Kiều Dung Nhu ơi, size XL không có hàng nha. Mèo 90 kg ok chị luôn. Mèo 90 kg cho chị Phó Đan này. Rồi cho mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy giùm em ạ. À. Mèo em có size 50 kg tới 90 kg. Bữa sau chị comment em 63 kg luôn nha chị Nhãn Lòng. Bữa sau chị cứ comment cho em 63 kg luôn ha. Em chốt, chị đừng có comment sai. Chị comment á, nhiều khi nó sai là nó sợ chị hiểu nhầm. Cho nên đó là chị cứ comment cho em luôn. Thủy lấy cho chị 63 kg. Em cứ chốt 63 kg cho chị. Như vậy là được ha. Nha chị nha. Nha chị Nhãn Lòng ơi ha. Thông cảm giùm em nha chị. Rồi chị nào lấy giùm em ạ. À? Sao chị chuyển khoảng hơn một tuần rồi mà chưa nhận hàng hả? Nó đang rồi mấy chị nha. Tất cả các mẫu hả chị? Tất cả các mẫu đó luôn hả? Tất cả các mẫu chị muốn đổi lại thành size luôn hả? Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em, mèo, hai mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em. Mới một tuần hả? Thủy Nguyễn hả? Chồng, chụp đi cái này gửi vào việc làm, mới kêu mấy đứa kiểm tra đơn của chị Thủy Nguyễn tới đâu rồi. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi em lên mấy chị con cọp này mọi người, con cọp này. Em lên mấy chị con cọp nha. Em lên cho mấy chị con cọp này. Em lên mấy chị con cọp nha. Con cọp em có size mèo 57 kg cho chị nâu yoga. Đây mèo 57 rồi cọp. Ô đẹp quá mấy chứ ơi. Chết đi, mặt con cọp lên phát là sáng rực cả bầu trời luôn. Con cọp 63 kg tới 90. Ủa vậy hả? Dạ để em kêu nó kiểm cho chị nha. Rồi nha mấy chị ơi, cọp em có size 63 kg tới 90. Cọp em có size 63 kg cho tới 90. Chị nào lấy cọp lên cọp giùm em. 63 kg cho tới 90 nha mấy chị nha. Chị nào ưng cọp lên cọp giùm em. 63 kg tới 90, cọp 63 kg tới 90. Cho chị Hoa cầm chướng 70 kg. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Cọp 63 kg cho tới 90. Chị nào ưng cọp lên cọp giùm em. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi, cọp 63 kg tới 90. Chị My Kiều 63 kg luôn. 63 kg cho tới 90 nha mấy chị nha. Chị nào ưng cọp con này đẹp quá, 63 kg tới 90. Em gom mấy chị có 175.000 à. Nha mấy chị nha, chị nào ưng cọp lên cọp giùm chị em 63 kg tới 90, đủ size. Nha mấy chị đặt hàng lên số ký em chốt size nha mấy chị nha. Đặt hàng lên số ký em chốt size nha. Thích mặt rộng nhớ đôn số ký lên giùm em. Mới nhận 15 cái áo đẹp lắm họ. Ít có mua quá ha. Bắn tim I love you. Cảm ơn người ơi. Cảm không có 57 kg. À, Bích Thùy ơi không có 57 kg. Em có size từ 63 kg cho tới 90 nha. 63 kg cho chị Mỹ Linh luôn. 67 kg. Cọp em có size 63 kg cho tới 90. 63 kg cho tới 90. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. À. Chị nào lấy lên giùm em ha, cọp 63 kg cho tới 90, 175.000. Nha mấy chị, 175.000. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ha, 63 kg cho tới 90, 175.000. Chị nào lấy lên giùm chị em ạ. À. Cọp 90 kg cho chị Lý Hoàng. Cọp 90 kg cho chị Lý Hoàng. Rồi cho mấy chị nha, nhiều lắm. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Đẹp quá. Rồi nha mấy chị, cho Lý Hoàng. Cọp 67 kg cho Thi Mạch nè, đẹp lắm nha mọi người. Cái mẫu này nó nè mấy chị coi giùm em nè, mấy chị thấy chưa, mấy chị coi giúp em nè, thấy không nha mấy chị nha. Đây đẹp quá, 63 kg cho tới 90 nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. 100 kg hả? 100 kg để từ từ có hàng nữa chị, có rồi 100 kg nha mấy chị. Đợi em xíu để trang vợ cô gái siêu phẩm đó. Em lên mấy chị cô gái siêu phẩm này nha, cô gái siêu phẩm này đẹp lắm. Cô gái này nó hot của bên Thái lắm nha mấy chị. Nước ngoài người ta mặc nhiều quá. Với lại người ta lấy cái hình này để làm cái hình cô gái này là cái hình
cái hình diễn viên đồ người ta hay mặc nhiều mấy chị nhá. Chờ chị nào lấy em ạ. Cúc Vũ ơi, chắc là đơn nó kẹt cái em ơi, nó đang đi sâu á em. Mấy chị coi cô gái này. Cô gái này mấy chị, cô gái đeo tai phone rất đẹp, 50 kg tới 90 kg nha mọi người. Cô gái này hot lắm. Cô gái này rất là hot của Thái nha, 50 kg tới 90 kg đủ size. Cô gái này rất là hot nha mấy chị nha. 50 kg tới 90 kg giùm chị em đủ size. Cô gái nha mấy chị nha, cô gái 50 kg tới 90 kg giùm chị em đủ size. Chị nào lấy cô gái lên cô gái giùm em ạ. 50 tới 90 nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy em chị. Đây nha mấy chị nha, cô gái đẹp quá. Cô gái 57 kg cho chị Bích Thúy này. Cho chị Bích Thúy này. 57 kg cho chị Nâu Yoga này, thích mặc rộng đô số ký giùm em nha. 70 kg cho chị Hoa Cẩm Chướng này. 55 kg cho Nguyên Nguyễn này. Rồi, 55 kg cho chị Hồng Tuyết này. Rồi, 40 kg em chưa like được chị ơi. 60 kg cho chị Forever Đoàn này. Rồi, 60 kg cho bé Tuấn này. 57 kg cho chị Nguyễn Nhu Nhi này. 68 kg cho chị Thị Mỹ Hạnh Võ này. 65 kg cho Nguyễn Bình này. Rồi nha mấy chị, 65 kg cho chị Hình Tú Trinh này. 58 kg cho chị Hà Đỗ này. Rồi nha mấy chị nha, 58 em cầm em lấy cho chị rồi. 50 kg cho tới 90 kg đủ size. Thích mặc rộng như đôn số ký lên giùm cho em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ, 50 kg tới 90 kg. 60 kg cho Nguyễn Thúy, 60 kg mấy chị, 59 60 kg mà thích mặc rộng nhớ lấy cho em thành 63 kg luôn nha mọi người. Mấy chị thích mặc rộng như đôn số ký lên giùm cho em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. 50 kg tới 90 kg đủ size giùm cho em nha mấy chị nha. 50 kg tới 90 kg đủ size giùm em nha mấy chị. 65 kg không thì lấy 65 kg luôn hả. Cô gái 68 kg, mấy chị nào thích mặc rộng rãi thoải mái nhớ đăng số ký lên giùm em nha. Tuyết Nguyễn này 68 kg. Vậy là chị muốn lấy 65 hay 60 chị Nguyễn Thúy ơi? Thích mặc rộng rãi nên lấy 65 nha chị nha. Rồi, chứ không phải 60, em chốt chị 90 mà. Em chốt chị 90 mà chị. Rồi qua mẫu cho. Trang vợ cái đàn đi, cái đàn đi. Rồi cho mấy chị nha, cái đàn này mọi người. Đời sinh viên có cái đàn gì ta. Đàn 50kg cho tới 90kg, chị nào lấy đàn lên đàn. Đàn 50kg tới 90kg, chị nào lấy đàn lên đàn. 50kg tới 90kg, chị nào lấy đàn lên đàn giùm em. Đàn 50 kg tới 90 kg giùm mấy chị nha. Đàn 50 tới 90. Đàn 50 kg tới 90 kg chị nào lấy đàn lên đàn giùm cho em. Nha mấy chị nha. Đàn 50 kg tới 90 kg giùm cho em ạ. Chị nào ưng đàn lên đàn nha mấy chị. Chị nào ưng đàn 50 kg tới 90 kg nha mấy chị nha. Chị nào ưng đàn lên đàn giùm cho em ạ. Đàn 50 tới 90 giùm em nha mấy chị nha. Một cái một áo 65 hả? Vậy là em bỏ cái 60 ra nha. Đàn 85 kg 175.000 em. Đàn 85, 85 kg này. Rồi hết rồi trên hình như trên. Rồi em còn đàn 50 kg tới 70. Đàn em còn 50 kg cho tới 70. Rồi cho mấy chị nha. Đàn Khánh Lâm Tô em hết rồi chị. Đàn em còn 50 tới 70. Mỹ Võ Lạc đàn 60 thích mặt rộng nên lấy 63 nha Mỹ Võ Lạc. 60 kg cho dài dài. Rồi 50 kg 2 cái cho Tôn Xuân Đỗ. 60 kg thích mặt rộng nhớ đôn cho em thành 63 kg giùm em ha. 70 kg thích mặt rộng lấy 75 kg giùm cho em, rộng rãi thoải mái mấy chị. Tuấn Trần đàn 60 kg. 60 kg thích mặt rộng nhớ thành cho em. Ủa từ từ ở chồng, từ từ ạ. Em bốc lụm mới mà. Rồi, Mỹ Lạc vả 60 kg cao.
trời đất ơi, hết rồi. Này này chồng, cha tiết không phải, cha Tôn Sơn Đỗ, Tôn Sơn Đỗ nha, hai cái đúng rồi. Chị Mỹ Lã Vạc hết 60, Dại Dại hết 60, Tướng Trần hết 60, Minh Lê hết anh L, Khánh Lâm Tô M có, 65 Quý Huỳnh Văn Hùng có. Đâu chị nha, vì lúc nãy nhắn mà em không xem được chút giúp là đó. Ok ok Kim Ngọc, hình này cứ inbox qua tin nhắn giùm mình nha. Em còn Mỹ Võ Lạc 55 hả? 55 còn cái nữa kìa. Đang 60 hết chị, em còn 62 kg cho tới 90. Còn cái à, còn cái cho Mỹ Võ Lạc này. Còn cái cho Mỹ Võ Lạc này. Đây nha mấy chị nha. Đàn em còn 62 kg cho tới 90. Đàn em còn 62 kg cho tới 90. Đàn em còn 62 kg cho tới 90. À, lộn, không xin lỗi, 62 kg cho 70. 70 kg thích mặt rộng nhớ lâu cho em thành 75 kg giùm em nha. Rồi, đàn 60 kg cho 60 kg thành 60. Quên, 62 kg cho tới 70 nha mọi người. 62 kg cho tới 70. Rồi qua mẫu. Bao tử còn không chị? Cái gì bao tử, thuốc bao tử hay cái gì em? Áo vest hả? Áo vest là áo nào? Chị đâu có bán áo vest. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, đàn 62. Không có 80 chị ơi, em đọc nhầm á. Nguyễn Thúy đàn 62 cho Nguyễn Thúy. Chồng chồng qua mẫu cái chồng. Nó hơi đẹp quá không? Con cháu mặc ô ơi. Đâu đâu. Rồi trời ơi, cực phẩm đưa đây, đưa cực phẩm đây. Đưa cực phẩm đây. Đưa cực phẩm đây, cực phẩm này mà tôi nói với bà không hốt nữa là nói thiệt với bà luôn nha. Phí nha, phí nha. Phí nha, rất phí nha. Cực phẩm nè, chết đi nó đi. Cực phẩm mấy chứ ơi, cực phẩm mọi người ơi. Cực phẩm Thủy ơi, đẹp quá. Lên giùm cho em con quát đại bàng 50kg cho tới 90kg. Dại Dại ơi hết. Còn 62 nha Dại Dại. Mấy chị mà 60kg em nhớ mà thích mặc thoải mái thì nhớ đôn cho em thành 62kg cho mấy chị nha. Chứ đừng có lấy 60kg là cái nhiều chị da, nhiều chị không có thích mặc vừa vừa ôm ôm. Mặc cho nó thoải mái thì mấy chị nhớ tăng số ký luôn giùm chị em. Rồi nha mọi người ơi, đại bàng 50kg cho tới 90kg nha mấy chị nha. Đại bàng 50kg tới 90kg giùm cho em. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi, cực phẩm mấy chứ ơi, cực phẩm đẹp mà rung tay luôn á mấy chị. Đẹp mà rung tay luôn nha. Đại bàng cho Minh Lê size L. Mỹ Dung size S, trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. 50kg tới 90kg hốt liền nữa mấy chứ ơi, đẹp quá. Thiệt sự luôn, rất là đẹp luôn. 50kg tới 90kg mấy mã quá thì ít lắm nha mấy chị. 50 tới 90, 85kg cho chị Hình Tú Trinh luôn. 85kg cho Hình Tú Trinh luôn. 57kg cho chị nâu yoga luôn. 50kg tới 90kg giùm cho em, đủ size, đẹp quá. 50 tới 90 nha mấy chị nha. À, có chai xịt thơm lên không em? Xịt thơm Downy hả? Chị lấy loại nào? Cọp 70kg cho Nguyễn Bình chồng. Cọp trắng hồi nãy á, 70kg cho Nguyễn Bình. Đại bàn 80kg cho Maria Tâm. Đúng rồi, đưa đây. Rồi con cọp trắng đây nè. Đây cọp trắng nè, siêu phẩm nè. Ra chị Nguyễn Bình. Rồi đại bàng 50kg tới 90kg, đẹp quá mọi người ơi. Trời ơi, đại bàng siêu phẩm nha mấy chị nha. Đẹp lắm, 50 tới 90. 50kg cho tới 90kg. Nha mấy chị, em cũng lấy cái đó cho chồng em cái hả. Rồi nha mấy chị nha. Chị cứ đặt là chị lên đi, tới giờ em lai áo chị ơi. Nè mấy bà coi nè, trời đất ơi, Thủy ơi, nó đẹp. Thủy ơi, nó đẹp, 175.000 nha mấy chị nha, 175.000 nha Nga Nguyễn ơi. 70kg thích mặt rộng chị nó lấy 75kg nha Nga Nguyễn. Rồi 70kg cho chị Nga Nguyễn nè. 75kg thích mặt rộng á, 70kg thích mặt rộng lấy 75. Đại bàng Lý Hoàng 90kg. Rồi đại bàng 50kg tới 90kg đủ size. 50kg tới 90kg đủ size. Cái này cho chồng nè chồng. Chồng cắt cho chồng. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị. À nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em, đẹp lắm. Nha mấy chị nha, đẹp lắm. Nhãn nó kêu 65kg không chịu. Nhãn nó kêu 65kg không chịu. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em. Nha mấy chị nha. Đại bàng chị thì Hành Võ ơi, lên cho em số ký nha. 50kg tới 90kg đủ size giùm em. 50kg tới 90kg đủ size.
50kg tới 90kg đủ size dùm cho em ha. Rồi em mới chị nha. Rồi đại bàn size M cho chị Nhung Nguyễn. Đại bàn size M cho Nhung Nguyễn. Rồi đại bàn 50kg cho Dại Dại. 50kg cho Dại Dại. 50kg cho Dại Dại. 50 cho Dại Dại. Rồi em mới chị nha. 50kg tới 60kg là cùng một size đó nha Dại Dại. Rồi chị nào lấy nữa em, chị Thị Hành ơi, em chưa có lấy cho chị á, chồng cho vợ mẫu của cả Loan. 175.000 à. 175.000 thôi. Rồi em mới chị nha, em lên với chị tiếp cực phẩm nữa nè. Em lên tiếp cho mấy chị cực phẩm nha. Đại bàn 50kg cho Kiều Loan, rồi có luôn cho chị Kiều Lê Thị Dân. Rồi cái này nó có mấy cái thôi nha mấy chị, Lê Thị Dân. Rồi cái này có mấy cái thôi nha mọi người ơi. Cô gái như mấy chị nha, cô gái Loan dùm cho em, nó quát khúc trên khúc dưới nó không quát gì mọi người ơi. Coi dùm em nè, nó đẹp nè mấy chị, nó đẹp nè mọi người. 50kg tới 90kg cô gái Loan, mặt em bảo đảm mới chế đi ra ngoài không đụng hàng luôn, bởi vì cái mấy mẫu này nó đang hết đó mấy chị ạ, mà nó mới ra cho nên là ít có người lắm. Đài bàn 67kg ít có người săn được lắm mấy chị, nó hết lắm, ra là hết liền à. Rồi cho chị Thị My này, cái này ra là hết hàng cho nên thường nó sẽ bị cháy hàng rất là nhiều luôn. Trời ơi đẹp quá cô gái Kim Yến ơi, đài bàn lên số ký nha. Rồi mấy chị, cô gái 50kg tới 90, cô gái 50kg cho tới 90kg 175.000. Đài bàn 75kg cho Kim Yến. Rồi ok Kim Yến này, rất mặt thoải mái nha, đôi số ký giùm em ha. Rồi nha mấy chị nào ơn lên giùm cho em ạ. Trời ơi cô gái 60-65kg cho chị Huỳnh Tú, cô gái 57kg cho chị Nâu Yoga, cô gái size L cho Minh Lê, cô gái 50kg tới 90kg đủ size, đẹp quá mọi người ơi, 50kg tới 90kg đủ size. Thích mặt rộng nữa đôn số ký lên giùm em nha mấy chị nha, cho nó thoải mái, tại cái form này mặt rộng nó cũng đẹp, mấy chị mặc vừa nó cũng đẹp, mặc ôm cũng đẹp, nói chung là mấy chị thích sao hút vậy nha. Rồi cho mấy chị nào lấy lên giùm chị em, tại cái loại này dễ mặc lắm. Rồi chị nào ôm cô gái lên cô gái giùm em nha mấy chị ơi, tin nhắn nó đang quá tải chị Mì Tôm ơi, tin nhắn nó đang quá tải chị, tin nhắn nó đang quá tải nha chị nha, tin nhắn đang quá tải chị, nó chưa rép kịp đó chị ơi. Rồi chị nào lấy lên giùm em cô gái ha, 175.000 nha mấy chị, 175.000. Chị nào ôm cô gái lên cô gái giùm em, 50kg tới 90kg đủ size, cô gái 50 tới 90 giùm cho em đủ size. Nguyễn Thúy 65kg chồng, cô gái 65kg cho Nguyễn Thúy. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha, 65kg cho Nguyễn Thúy. Rồi nha mấy chị, cô gái 55kg cho chị Hồng Vẫn, cô gái 55kg cho chị Hồng Vẫn, cô gái 90kg cho chị Forverdon. Ủa 55kg này cho Hồng Vẫn này. Rồi 90kg cho chị Forverdon Đoàn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em. Trời ơi cái size gì mà kỳ cục kẹo vậy mấy ông. Cô gái 65kg cho Thúy Đào, 65kg cho Thúy Đào, mang mặt đẹp lắm á gái. Rồi nha mấy chị, còn cái này nha là con Mai, con Mai vàng ngơ ngác. Rồi 75kg tới 90kg quá trời đẹp luôn. Cô gái con Mai 75kg tới 90, Mai 75kg cho tới 90, Mai 75kg cho tới 90, đẹp quá nha mấy chị nha. Chị ơi nó đang rét chị ơi, tin nhắn nó đang nhiều quá, đang nhắn nhiều quá chị. Mì Tôm là ai chốt? À đúng rồi, chị kêu rép liền ơi. Bữa nay cái con mà chốt đơn cho chị á, bữa nay nó nghỉ 2 ngày nữa. Bữa qua nó nghỉ, bữa nay nó nghỉ, ngày mai nó nghỉ nữa chị ơi. Nó nhà nó có việc á, nó nghỉ 2 ngày rưỡi. Nay 90kg cho Tôn Sơn Đỗ. Rồi nha mấy chị nha, chồng kêu đứa nào rép cho chị Mì Tôm cái này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Nay 75kg tới 90, nay 75kg cho tới 90, nay 75kg cho chị Huệ Thanh hai cái. 75kg cho tới 90, 75kg cho tới 90, nay 75kg cho tới 90. Rồi mấy chị nha, không biết nữa, chỉ là do điện thoại chị sao á, chứ người ta vẫn nhắn được mà. Đây nha mấy chị nha, chị nào lại ra lên nay giùm em, nó đứa nào rét giùm cái đơn của chị Mì Tôm coi. Tại cái hàng của chị á là cái tên của chị đó là có một đứa nó quản lý riêng á, là bữa nay nó nghỉ rồi, nó nghỉ 2 ngày rưỡi rồi.
Mai anh L cho Minh Lê chồng. Mai anh L cho Minh Lê. Minh Lê. Rồi em lên với chị này. Quá đẹp. Chá Loan 63kg cho tới 90. 63kg cho tới 90. Chị nào ân chó lên chó giùm em Chá Loan nha. 63kg tới 90. Chị nào ân chó Loan lên giùm em Chá Loan 63kg cho tới 90. Chá Loan 63kg cho tới 90. Chị nào ân chó Loan lên giùm em Chá Loan 63kg cho tới 90. Trời ơi đẹp quá. Nhưng mà chị không có màu trắng rồi nha anh Phạm ơi. Anh Loan ơi, không có màu trắng rồi. Chá Loan 63kg cho tới 90. 62, 63kg cho tới 90, 175 ngàn. Nhà mấy chị nha. Đấy hả, kêu ai rip liền rồi nha, rip liền đi. Rồi mấy chị nha. Có nha Phạm Hằng ơi, Phạm Hồng ơi. Rồi nhà mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. 63kg cho tới 90, đẹp quá. 63kg cho tới 90, Chá Loan này mọi người, cưng lắm. 63kg cho tới 90 nha. Chị nào ân lên giùm cho em ạ. Chá Loan 63kg cho tới 90. Chá Loan nha mấy chị, 63kg cho tới 90. Rồi, rút luôn. Chá Loan 63kg cho tới 90 nha mấy chị nha. Chá Loan 63kg tới 90. 175 ngàn. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. 63kg cho tới 90, 175 ngàn. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ. 63kg cho tới 90, 175 ngàn. Chị nào ân Chá Loan lên giùm cho em Chá Loan nha. 63kg cho tới 90, 175 ngàn. Không có 56kg. 63kg tới 90 nha mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị là con sư tử nha mọi người. Trời ơi, dễ thương chưa. Sư tử kem 50kg cho tới 70kg nha mấy chị. Sư tử kem 50kg cho tới 70kg dùm cho em. Sư tử kem 50kg cho tới 70kg. Chị nào ân sư tử kem lên dùm cho em sư tử kem nha. 50kg cho tới 70kg dùm cho em. Trời ơi, đẹp quá. 50kg cho tới 70kg sư tử kem. Cô gái Loan 75kg. Chị cô gái Loan 75kg cho chị Hạnh Đỗ. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Cô gái Loan 75kg. Rồi nha mấy chị nha, sư tử kem, màu kem trắng da lắm. 50kg cho tới 70kg. 62kg cho chị Duyên Võ. Nhớ nha, 70kg thích mặc rộng cứ lấy 75kg đi, đừng có ép lấy 70kg. Còn nếu mà 60kg thích mặc thoải mái thì mới lấy luôn chị em 62kg nha mọi người. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em ạ. Sư tử 55kg cho chị Hồng Tuyết. Sư tử 57kg cho chị Nâu Yoga bị đứng miết đó mọi người. Ôi ôi. Rồi nha mấy chị nha, sư tử nha mấy chị ơi, sư tử 50kg tới 50kg tới 70kg giùm cho em. Sư tử 50 tới 70, chị nào lấy lên giùm cho em nha. Nam mặc bao đẹp nha Phạm Hồng ơi. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Sư tử 50 cho tới 70 giùm em 175 ngàn à. Nha mấy chị 175 ngàn à. Chị nào lấy sư tử lên giùm cho em sư tử nha. 50 tới 70 giùm cho em 175 ngàn. Chị nào lấy sư tử lên giùm cho em sư tử ha. 50 tới 70 nha mấy chị. 50 tới 70 175 ngàn. Rồi em lên tiếp cho mấy chị. Trời ơi đẹp quá à. Còn siêu phẩm không. Em lên tiếp cho mấy chị là con sói xanh nè. Hốt liền nha mấy chị nha. Hốt liền cho nó quá đẹp luôn rồi. Sói xanh 50kg tới 90kg đủ size. Nhanh tay vẹo lựa nha mấy chị nha. Nhanh là còn chậm là hết đó mấy chị. Con sói xanh. Trời ơi đẹp lắm mấy chế coi giùm em nè. Mấy chế coi giúp em nè. Mấy chế ơi coi giùm em con sói xanh này mấy chị. Con sói xanh này. Mấy chế ơi coi giùm em nè. Coi giùm em nè, đẹp lắm, 50kg tới 90kg giùm chị em. 50kg tới 90kg giùm mấy chị nha, chị nào ân lên giùm chị em ha. Sói xanh 50kg tới 90kg, 175 ngàn. Trời ơi, đẹp quá. 70kg cho hoa cẩm chướng nè. 70kg cho hoa cẩm chướng nè. 57kg cho bích thùy nè. 57kg cho chị nâu yoga nè. 50kg cho chị Mỹ Linh nè. 78kg cho chị Châu Bùi nè. Dài lên số ký nha. Rồi sói xanh 50kg cho tới 90. Trời ơi đẹp lắm mấy chiếu ơi. Có 175 ngàn à. 50kg tới 90kg với chị. 53kg cho chị Thanh Loan nè. Dài lên giùm em số ký nha. 60kg cho dài nè. Rồi 50kg cho tới 90kg đủ size.
50kg tới 90kg giùm em đủ size. 58kg cho chị Phương Châu này, 50kg cho tới 90kg giùm với chị nha. Chị nào ân lên giùm cho em ạ. Chị nào ân lên giùm cho em ha. 50kg tới 90kg có 175.000 à. 175.000 thôi nha mấy chị nha, 175.000. Chị nào ân lên giùm cho em ha. Chị nào ân lên giùm cho em nha mấy chị nha, 50kg tới 90kg giùm cho em. Chị nào ân 50kg tới 90kg. Thanh Loan ơi, 53kg giùm chút rồi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân sói xanh lên giùm cho em sói xanh 50kg cho tới 90kg. Đủ size nha mấy chị nha, 50kg tới 90kg. 60kg cho Tuấn Trần, thích mặt rộng nhớ đôn cho em là thành 63kg nha. Mọi người ơi, 50kg tới 60kg á là ông ơi, 60kg mà chị nào thích mặt rộng nhớ đôn cho em là thành 63kg giùm em ha. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Cái cọp nữa cho. Đó, đúng rồi. Hốt con nó lên đây nha nhờ. Đẹp quá ha. Mẫu này á hả? Mẫu này em gom lấy tương tác mấy chị cho con này 175.000 phải âm vốn luôn. Đây con này nè mấy chị. Trời ơi, con cọp đẹp lắm. Rồi nha mấy chị nha, coi con cọp nè. Rất đi, nó đẹp nè mọi người ơi. Nó đẹp tầm này. 50kg cho tới 90kg 175.000. Rồi nha mấy chị nha. Văn Lữ sói xanh 67kg cho Văn Lữ. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Rồi nha mấy chị ơi, lên giùm cho em. Trời ơi, cọp nâu 50kg cho tới 90kg nha mấy chị nha. 50kg cho tới 90kg. Sợ cái đằng 50kg cho tới 90kg giùm cho em. À ok Tuấn Trần ạ. Trời ơi, con cọp nó đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi, nó đẹp. Sao mà nó đẹp. Trời ơi, nó đẹp. Này mấy chị coi con cọp này. Mấy chị coi con cọp nâu này. Đỉnh lắm. 50kg tới 90kg. Trời ơi, nó đẹp. Đây, 67, ở bên 70kg cho chị Hoa Cẩm Chướng này. 53kg cho Thanh Loan này. Thanh Loan này. Rồi cọp 50kg tới 90kg giùm cho em ạ. À. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi. 50 tới 90, 175.000. Nha mấy chị, 175.000 giùm cho em ạ. À. Trời ơi con cọp mấy chị ơi, quá đẹp luôn. 50kg cho tới 90kg 175.000. Mà 95kg tới 105kg là 215.000. 95kg cho tới 105kg là 215.000. Cái size mà 95kg tới 105kg là 215.000 nha. Còn lại á, là 50kg tới 90kg là 175. Mà 95kg tới 105kg là 215.000. Quá xuất sắc luôn. Cọp đâu nha mấy chị ơi. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em nha. Là sao chị? 73kg đó, chị Nguyễn Huệ ơi, 73 với 70kg là cùng một size. Nếu mà chị thích rộng rãi thoải mái thì chị nên lấy 75 nha chị Huệ Thanh. 75kg ha. Còn nếu không thì chị lấy tại vì 70 với 73 nó cùng một size, 75 một ký là nó size khác ha. Rồi mấy chị nha, có 175.000 à mấy chị. Em không có cho đổi mẫu đâu nha mọi người, thông cảm giùm em nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Cọp 60kg cho Tuấn Trần. Bây giờ cọp em còn 62kg cho tới 90. Rồi nha mấy chị nha. Mấy chị ơi, đổi mẫu em xả đơn ra nha mọi người. Không chốt đổi mẫu nha mấy chị ơi. Rồi mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Em không có cho đổi mẫu đâu. Mấy chị ơi, mấy chị đổi mẫu em hủy đơn nha mọi người. Em thông cảm giùm em nha. Đổi mẫu em hủy đơn á. Nhưng mấy chị thì em không cho đổi mẫu đâu. Em nói trước nha mấy chị nha. Mẫu em không cho đổi đâu. Đổi sai em cho đổi chứ đổi mẫu em không cho đổi nha mấy chị nha. Ờ gì hả? Là sao? Không biết nữa. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lại lên giùm cho em ạ. Rồi nha mấy chị nha, Nguyễn Hân, cái Facebook của chị sao á, bên em nhắn tin cũng không được, mà kích tin nhắn cũng không được luôn, mà cũng không thấy luôn gì hết luôn nha. Nói chung cái thông tin chị đặt hàng nó không có cái gì hết trơn, để đặt hết á, để chốt hết á. Lê Yến cọp 50kg, ok, ờ hết, Lê Yến hết. Rồi nha mấy chị nha, quần em mặc không có bán chứ ơi. Rồi đưa chân vợ con ngựa ơi. Rồi lên ngựa siêu phẩm nha mấy chị.
Rồi em lên ngựa cho mấy chị nha, bao điệp luôn. Ngựa này mọi người, ngựa này, ngựa thiên thần này, ngựa thiên thần đẹp nhất cái nách, 50kg tới 90kg 175.000 và 95kg tới 105kg là 215.000 nha mấy chị nha. Coi ngựa này mọi người, 50kg tới 90kg là 175.000 và 95kg tới 105kg là 215.000. Chị nào ơn ngựa lên ngựa giùm em, chị nào ơn ngựa lên ngựa giùm em. Trời ơi đẹp quá, ngựa thiên thần 50kg cho tới 90kg 175.000 và 95kg tới 105kg là 215.000 giùm cho em. Nhưng mấy chị cái size to thì giá nó cao nha mấy chị nha. Trời ơi 70kg. Nhanh nha mấy chị, có mấy cái à, ít lắm. Có mấy cái thôi nha mọi người, ít lắm. Rồi nha mấy chị nha, ngựa này cho chị, cho chị hoa cẩm chướng này. Rồi ngựa 90kg cho tôn xôn đổ này, 57kg cho chị nâu yoga này, cho chị nâu yoga. Còn 60kg mình nhắc hết. Hai ngựa 70kg hả? Bữa nãy chị lấy 75kg là size khác, còn ngựa là 70kg là size khác. Chị cái con cọp hồi nãy chị có lấy 73kg không? 73 với 70kg là cùng một size đó nha chị Huệ Thanh. Vậy chị muốn lấy sao chứ đỡ bỏ qua cái con cọp uổng đó. Hai ngựa 75kg. Ủa chị ơi, chị là ngựa 70 hay 75? Rồi con cọp hồi nãy là chị muốn lấy 73 hay là 75? 73. 73 với 70kg là cùng một size, 75kg nó mới khác size nha. Ngựa 55kg cho chị Hiền Lê. Còn chị bây giờ này, con ngựa này chị muốn lấy 73, ô lột 70 hay là 75, chị phải ghi rõ lại giùm em nha. Lúc của chị ghi 70, lúc chị ghi 75, lúc của chị ghi 73. Ngựa 60kg cho Tuấn Trần, một cọp nâu 50kg, một ngựa cọp nâu hết nha cô ba. Cọp ngựa thôi, có con ngựa thôi, cô ba chỉ có ngựa thôi, cọp hết. 75 và 70 luôn hả? Dạ ok chị, dạ lấy thêm hai cái 75 luôn. Vậy con cọp chị có muốn lấy size nhiêu? Con cọp nâu thiệt là đẹp luôn á. Size của Tôn đúng không? Đúng rồi nha Tôn Xuân Đỗ ơi. Rồi nha mấy chị. Ngựa chị cô ba á, chị Châu cô ba là chỉ có ngựa thôi nha. Hết cọp rồi chị. Rồi, cho chị hồng hoa đồng tiền. Cho chị hoa đồng tiền này. Rồi, ngựa đẹp lắm mấy chị ơi, ngựa đẹp lắm. Nha mấy chị nha. Một chai dầu huyết vàng. Dạ ok chị nè. À vậy hả, cảm ơn chị nè. Ủa chị gì đấy, gì 67 thành 60kg là mẫu con nào? À chị ơi, chừng nào chốt đơn á, nó chốt đơn cho chị á, chị kêu nó đổi giùm em được không? Chứ bây giờ không có nhớ mã nào để lấy ra đổi luôn á chị. Chị chừng mà nó chốt đơn cho chị á thì chị nói là em ơi cái mã đó chị muốn đổi từ thành 67 thành 60kg. Chị ơi thành 67 mà thành 60kg là nó ôm dữ lắm đó nha. Rồi nha mấy chị nào lấy ngựa lên ngựa giùm em ạ. À. 50kg cho tới 70kg giùm cho em. À tới 90kg giùm mấy chị nha. Là 175.000. Và 95kg tới 105kg là 215.000 giùm em ạ. À. 95kg tới 105kg là 215.000. Rồi chị nào ôm ngựa lên ngựa giùm em ha. À. Chị nào ôm ngựa lên ngựa giùm em ạ. À. Ngựa nha mấy chị nào ôm ngựa lên ngựa giùm em. Rồi con mèo. Siêu đẹp. Chị con mèo 50kg cho tới 90kg đủ size nam ạ. À, rất là đẹp luôn á. Mèo 50kg tới 90kg đủ size nha. Mèo 50kg tới 90kg giùm cho em đủ size. Chị nào ơn mèo lên mèo giùm em. 50 tới 90 đủ size. Mèo 50kg tới 90kg giùm cho em đủ size. Chị nào ơn mèo lên mèo giùm cho em ạ. Mèo 50kg tới 90kg đủ size. Mèo 50 tới 90 nha mấy chị nha. Mèo 50 cho tới 90. Mèo số 2 cho chị Duyên Võ. Mèo số 2 cho Duyên Võ. Mèo 78kg cho chị Châu Bùi. Mèo 50kg tới 90kg. Mèo 85-65kg cho chị Hình Minh Tú. Cho chị Hình Minh Tú. Quá đẹp, mặt cặp y bài luôn. Mèo nha mấy chị nha, 50kg tới 90kg đủ. À lộn, đúng không? Còn rồi, mèo 67kg cho chị Hà Thúy. Rồi, mèo 55kg cho chị Đinh Thị Thảo, Nguyễn Đinh Thảo My lên số điện thoại. Mèo 50kg cho Vũ Nguyễn, đặt hàng lên số điện thoại giùm em nhé. Rồi, chị nào lấy lên giùm chị em ha.
mèo 50kg cho Vũ Nguyễn. Rồi, mèo em còn 50kg tới 90kg, 175.000. Chị nào lấy mèo lên mèo giùm em. Mèo 55kg cho chị Việt Nga Vũ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Mấy chị đặt hàng với lên số ký giùm em nha. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em. Trong trong cô gái sói, cô gái thiên thần này. Cô gái xanh đó, cô gái xanh. Em lên mấy chị siêu phẩm cô gái xanh nha. Em lên mấy chị siêu phẩm cô gái xanh. Cô gái xanh này mọi người ơi. Nhúc cái nắp 50kg tới 90kg 175.000. Chị nào ưng cô gái xanh lên cho em cô gái xanh. Cô gái bấm thôi chồng. Cô gái bấm thôi. Cô gái xanh 50kg tới 90kg đủ size dùm cho em. 50kg tới 90kg chị nào lấy lên dùm cho em. Cô gái xanh 65 cho chị Hình Tú Trinh. Cho chị Hình Tú Trinh. Rồi 50kg tới 90kg, 77kg cho chị Mỹ Linh. 50kg tới 90kg đủ size. 50kg tới 90kg dùm cho em đủ size. 50kg cho chị Châu Cô Ba. Đẹp quá. 50kg tới 90kg dùm cho em 175.000. 68kg. 68kg cho chị 68kg cho chị 68kg cho chị Trần Nguyễn thay mặt. 57kg cho chị Nâu Yoga. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy xanh cô gái xanh lên cho em cô gái xanh 50kg tới 90kg. Cô gái xanh 70kg cho chị Cái Bọc, cho chị Hoa Cẩm Chướng. Đây mấy chị nha. Chung với nick Nguyễn Tuyết nha chị. Chung với nick Nguyễn Tuyết hả? Bấm cái bill đó luôn đi. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. 50kg cho tới 50kg tới 90kg đủ size. 50kg cho tới 90kg giùm chị em đủ size. Có 175.000 thôi nha mấy chị nha, 175.000 ạ. 175.000 cho mấy chị nha. À nick kia đang hết pin hả? Rồi cho mấy chị nha, bấm cái bill cho chị Trang Nguyễn luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ha. Chị nào lấy lên giùm chị em 50kg tới 90kg 175.000. Rồi chị nào lấy cô gái xanh lên cho em cô gái xanh. Em lên tiếp mấy chị nữa nha, siêu phẩm rồi nha mấy chị, siêu phẩm. Chồng đưa chân vợ con đại bàn chưa, đại bàn đen kia nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi con cháu đi ba lô nữa, cháu đi ba lô nữa. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi rồi cá đeo ba lô 50kg cho tới 90kg hỏng đẹp hỏng lấy tiền cá đeo ba lô. Mấy chị coi cận cảnh nó này cưng lắm nha mấy chị nha, cá đeo ba lô cưng lắm. 50kg tới 90kg cá đeo ba lô. 50kg tới 90kg 175.000 cá đeo ba lô nha mấy chị. 50 tới 90 175.000 cá đeo ba lô. 50kg tới 90kg 175.000 đẹp quá. Chá đeo ba lô nha mấy chị nha, 50kg tới 90, 175.000. Chị nào ơn chá đeo ba lô lên dùm cho em chữ chá đeo ba lô. 50kg tới 90kg nha mấy chị nha, 175.000. 50kg tới 90kg, 175.000. Chị nào ơn lên dùm cho em nha mấy chị ơi. Rồi, chá đeo ba lô 50kg thôi, cái gì là đủ. Cho Tôn Sơn đổ luôn. Rồi, em còn 62kg cho tới 90. Còn đủ vừa đủ thôi cả. Rồi, em còn 62kg cho tới 90. Trần Hương 80kg. Em còn 62kg tới 90 nha mấy chị. Chá đeo ba lô. Em còn 62kg tới 90. Chị nào ân chó lên chó giùm em. 62kg tới 90. Chị nào ân chó đeo ba lô lên giùm em chữ chó đeo ba lô nha. 62kg cho tới 90. 175.000. Chị nào ân chó lên chó giùm chị em. 62kg tới 90. 175.000. Chị nào ân chó lên chó giùm em ạ. 62kg tới 90. 175.000. Chị nào ân chó lên chó giùm em nha. Chị nào ân chó đeo ba lô lên giùm chị em chó đeo ba lô. Rồi nha mấy chị nha, mèo. Lấy mèo không vậy? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy chó lên chó giùm chị em. Rồi nha mấy chị nha. Ừ. Rồi nha mấy chị. Chó đeo ba lô 62kg cho tới 90 đủ size. Rồi em lên cho mấy chị con này. Rồi con mèo này mấy chị. Mèo đen nha mấy chị nha. Mèo đen 65kg cho tới 62kg, 63kg cho tới 90kg. Mèo đen đeo mắt kính 63kg. Ủa. Đây 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 đây, đủ size luôn, đủ size luôn. Ô cưng quá vậy trời.
dễ thương lắm luôn á mọi người ơi. 50 kg tới 90 kg, nhanh 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 nha mấy chị. Ê, dễ thương lắm luôn á mấy chị, thấy chưa? Coi con mèo nè, cưng chưa? Chớp đi, xỉu xỉu ngang xỉu dọc luôn á bà ơi. Con này dễ thương quá. 50 kg tới 90. Ghi chị em mèo đen 50 kg cho tới 90 nha. 50 kg cho tới 90, 100. 175.000. Chó đi ba lô 65 kg cho Thảo Nguyễn. Rồi cô ba chị ơi, 60 kg thích mặt rộng mình nhớ lấy 63 kg nha chị Châu cô ba. Tại vì 50 kg tới 60 kg là cùng một size đó. Rồi Châu cô ba 60 kg này, nếu mà chị muốn đổi ra 65 thì ghi chị em là con mèo 65 kg giùm em ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Mèo 50 kg cho tới 90 kg đủ size, có 175.000 thôi nha mấy chị. Cưng lắm luôn. 50 kg cho tới 90 kg giùm cho em đủ size. 50 kg tới 90 kg nha mấy chị nha, đủ size. 175.000, chị nào lấy mèo lên mèo giùm em ạ. 50 kg tới 90 kg giùm em nha. 50 tới 90 giùm cho em. 175.000, chị nào ân mèo lên mèo. Con mèo 50 kg, mèo 65 hả? Để là chị bỏ ra. Rồi ok chị nè, mèo 65 kg. Rồi, nếu chị thích mặt rộng nhớ đun số ký lên giùm em nha mọi người cho nó thoải mái ha. Mèo 50 kg tại cái mẫu này mặt rộng nó cũng đẹp mà mặt vừa vừa ôm ôm nó cũng đẹp, nói chung là nó dễ mặc lắm. Mèo 50 kg, mèo 50 kg cho tới 90 kg đủ dài nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em à. Rồi mấy chị, đúng rồi nha Trăng Nguyễn ơi, chính xác. Số 2 kg cho chị Duyên Võ luôn. Rồi mèo 50 kg tới 90 kg đủ size, chị nào lấy mèo lên mèo giùm chị em. Chị nào lấy mèo lên mèo giùm em nha mấy chị, 50 kg tới 90 kg đủ size. Mèo 50 tới 90 giùm chị em đủ size, chị nào lấy mèo giùm em ạ. À. Rồi nha mấy chị nha. Rồi Bảo An, chị ơi anh L này bự lắm á nha chị Bảo An. Anh L này nó không có giống anh L của áo kia đâu. Anh L của áo này là nó to lắm. Anh L của áo này là bằng XL của áo kia đó nha Bảo An nha. Áo này là áo Thái, áo này là áo Thái nhưng mà Thái kiểu như là nó size của nó là theo form của size châu Âu. Còn cái áo mà Adidas Gucci á là nó theo form của châu Á, là nó theo chuẩn của size Thái. Còn cái này nó theo size của Mỹ này. Cho nên nó là cái size nó khác lắm. Trời ơi, cô gái anh L mặc ôm được biết bao nhiêu ký đã mặc ôm luôn á. Nói câu đó thôi không dám chốt hàng luôn. Trời ơi, phải ít ra lên số ký còn biết mặc vừa mặc ôm chứ biết sai bao nhiêu ký đâu mà comment như đúng rồi luôn á. Rồi nha mấy chị ơi, lên cho em con này. Cái mã kia chị cũng comment L. Cái mã hàng loại này chị comment L là em biết ngay là chị còn bị lộn mã liền rồi. Chị bị lộn sai rồi. Cái hàng Adidas Gucci M, L thì cái này chỉ comment M thôi. Đó nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, coi con rồng này. Đẹp nhất cái nách luôn. Đẹp xỉu ngang xương luôn. Cái quần em mặc là 850.000 cái mấy chị. Thiệt luôn á, em cũng không dám gom luôn, gom mà lỡ bơm phát cái thôi luôn á. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mọi người ơi, rồng em có size là 63 kg. À 65 kg đúng rồi, vậy là M thôi. Cái size L của loại kia là bằng M của cái loại này. Đó, lấy M ấy. Lấy M cho Bảo An. Cái áo kia anh L thì cái áo này M. Nó nghĩa là cái áo này nó to hơn áo kia một size. Không, anh L. Anh L gì ấy trời. Anh L của cái kia là nó 70 kg là đúng. Còn anh L cái này là 70 kg là nó thành tới 70 mấy kg, cho tới 90 kg lận. Nó khác size mà chị. Mấy chị ơi không có hiểu size, với bà lên số ký thì tôi lấy size nha. Mấy bà tự động là lên số ký đi. Rồi nha mấy chị nha, cọp rồng nha mấy chị, rồng ha, rồng nha mấy chị nha. Áo này nói chung là nó khác size, cái áo kia nó to hơn một size, áo kia nó nhỏ hơn một size, vậy xong. Rồi nha mấy chị, cứ comment số ký em lấy size. Trời ơi con rồng đẹp ná thở luôn. 63 kg tới 90, dày mà không đẹp nữa thôi luôn. Rồng 63 kg tới 90, 175.000. Chị nào lấy rồng lên rồng, 63 kg tới 90, 175.000. Rồng 63 kg tới 90, 175.000. Và 95 kg tới 105 kg là 215.000. 95 kg tới 70, 95 kg cho tới 70, ấu lộn, 95 kg cho tới 105 kg là 215.000. Nếu mấy chị nào lấy lên giùm cho em ạ, chị nào ưng rồng lên rồng giùm em ha. Chị nào ưng rồng lên rồng giùm em nha. Rồng 65 kg, hello chị áo cưới này, bữa nay đẹp quá. Rồng 70 kg cho hoa cẩm chướng này, 70 kg cho hoa cẩm chướng này thay bọc luôn. Rồi, rồng 90 kg, cái này nó có 95 kg đó nha chị My Ken. Nếu ưng thì chị lấy 95 nha, 95 thì 215. Rồi 90 kg cho chị Ken nè. Rồi nha mấy chị nha. Áo nam 65 kg mặc ôm thì lấy 60 kg thôi chị. Ủa gì vậy trời, không biết hàng, không biết size, comment như đúng rồi, mệt mỏi ghê. Năm 100 vậy đó, em bỏ cái 90 kg ra nha chị My Ken ơi. Em bỏ cái 90 kg của chị ra nha.
Rồi, chị Huỳnh Tú Trinh, rồng 66 ký cho chị Huỳnh Tú Trinh, rồng 66 ký cho chị Huỳnh Tú Trinh. Rồng không có 55 ký chị ơi. Hello chị Oanh Nguyễn nè, rồng 105 ký cho chị Nguyễn Nguyễn. Dồn đơn, ok chị, dồn đơn. Rồi nha mấy chị nha. Và ok chị nè, rồng em còn 62 ký cho tới 90 là 175.000. Và 95 ký tới 105 ký là 215.000. Rồi nha mấy chị nào ơn lên giùm cho em. Rồng 90 ký cho Lý Hoàng, rồng 90 ký cho Lý Hoàng. Rồi chị nào ơn rồng lên rồng giùm em nha. Rồng lên rồng giùm em. 90 ký. Rồng đi cho vợ con đại bàng này. Con đại bàng nè, màu cam, cam cam cam. Đúng rồi, cam đẹp quá. Cam cái màu nó hơi hiếm nha mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị cái màu cam siêu phẩm này mọi người. Đẹp cực kỳ luôn. Màu cam siêu phẩm nha. Phẩm đẹp không biết tiền luôn nha. Còn cọp nha chị, rồng 63 ký cho Hình Tâm. Cọp rồng 63 ký cho Hình Tâm. Đấy, con cái. Đúng rồi. 63 ký cho Hình Tâm. Rồi. Em lên cho mấy chị con đại bàng 50kg cho tới 90kg. Ủa sao môi con đó ra luôn ông? Ná đó trời. Ủa khác hả? 50kg trời đất ơi. 50kg tới 90kg. Trời đất ơi. No đẹp. Không có nai 60kg nha em ơi. Không có nai đâu. Không có nai 60 kg đâu, 65 kg thích mặt ôm thì cứ lấy 60 kg thôi nha mọi người. Rồi này mấy chị ơi, coi dùm cho em con đại bàng. Muốn đại bàng có đại bàng, muốn cây có cây, muốn cảnh có cảnh, muốn cái gì có cái đó cho em. Nó đẹp quá trời quá đất luôn rồi. Nhưng mấy chị, nhưng mà nó còn hơi ít size nha. Nâu yoga, chị nâu yoga 57 kg. Em đại bàng em có size từ 62 kg, ở lộn từ 50 kg cho tới 90 kg. Màu cam cho nên rất là hiếm nha mấy chị, mà mặt nó trắng da lắm. Màu cam mặt trắng da lắm nha mấy chị nha. Chị nào ăn cam lên cam giùm em. Rồi Mỹ Dung nè, đại bàng cam bây giờ em chỉ còn size 62 kg cho tới 90 thôi nha. Cam giờ em còn size 62 kg cho tới 90. Đại bàng cam em chỉ còn size 62 kg cho tới 90. Chị nào ăn đại bàng cam lên giùm cho em đại bàng cam 56 kg Bảo An hết. 70 kg cho chị Hiệp Hòa. 59 Hà Thúy hết. Em còn 62 kg tới 90. 90 kg cho chị Mỹ Ken gì nè, chị My Ken nè. Rồi 55 kg Hiền Lê hết. Em còn 62 kg cho tới 90. Đại bàng cam em còn size 62 kg cho tới 90. Mặt trắng da lắm mấy chị. Chị nào ơn đại bàng cam lên giùm cho em đại bàng cam. Nha mấy chị, đại bàng cam 63 kg chị nào lấy lên giùm cho em. Đại bàng cam em còn size từ 62 kg tới 90. 60 kg hết nha Thủy Trăng. Em còn 62 kg trở lên thôi. 66 kg cho chị Hà Thủy. Đại bàng cam em còn 62 kg tới 90. Đẹp quá. Mặc cái mã này rất là đẹp luôn nha mấy chị. Ở trên hình cái màu nó hơi nhợt á, chứ ở ngoài nó đẹp lắm. Cho chị Khánh Lâm Tô. Cái mã này mặc ở ngoài đẹp lắm mấy chị. Nó trắng da lắm nha mọi người. Rồi 65 kg cho chị Khánh Vân. Rồi đại bàng cam nha mấy chị nha. 62 kg cho tới 90. Rồi 78 kg cho chị Quỳnh Nga luôn. Lấy 65 kg cho chị Bảo An luôn. 62 kg cho tới 90 nha mấy chị nha. Đẹp lắm. 175.000 à mấy chị. 175.000 mấy chị mặc chung với mấy quần đùi á, rộng rãi mấy chị cứ đôn số ký rộng rãi rồi mấy chị mặc với mấy quần đùi á, nó đẹp lắm mấy chị. Rồi chị nào lấy giùm em ạ. À. Rồi 75 62 75 cho chị Thị Trăng. 60 kg thích mặc rộng rãi cứ lấy 62 kg giùm em nha. 62 60 kg, 59 60 kg, 58 59 60 kg gì đấy thích mặc rộng rãi cứ quất cho em 62 kg trở lên. Rồi, chị nào lấy đại bàn cam lên giùm cho em 62 kg tới 90 175.000. Chị nào ân lên giùm cho em ha. Rồi nha mấy chị nha, 175.000. Chị nào ân đại bàn cam lên giùm cho em đại bàn cam. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm cho em ha, đại bàn cam nha, 175.000. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Chồng đưa chân vợ. Màu xanh đi, màu xanh. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Đẹp quá. Em lên mấy chị con siêu phẩm này nữa và test nắp luôn nè. Em lên vào con siêu phẩm này nữa và test nắp luôn nè. Em lên vào con siêu phẩm này nữa và test nắp nè.
Trời ơi, tôi nói xin lỗi cuộc đời nha. Cái mẫu này là tôi nói thiệt với bà ra bao nhiêu hết hàng bao nhiêu. Đây nó là coi cái con này nè. Thiệt, liền luôn. Nó là coi nè. Thủy ơi, nó đẹp. Thủy ơi, nó đẹp. Mặc lên nó đẹp lắm mấy chị. Mà cái màu nó cũng đẹp nữa. Mèo 50kg tới 90kg. Lẹ tay lẹ chân nha mấy chị nha. Số lượng có hàng có ít quá. Số lượng có hàng lẹ tay lẹ chân nha mấy chị nha. 50kg tới 90. Ghi cho em mèo xanh. Mèo xanh nha mấy chị. Đẹp lắm. Mèo xanh 50kg tới 90kg. Cái mẫu này quá trời quá đất cái mẫu luôn rồi. Quá trời quá đất cái mẫu luôn rồi mọi người ơi. Quá trời quá đất luôn rồi. 50kg tới 90kg. Ờ, cho chị Tống Hân hai cái L cho Hệ Thanh 75kg á chị. Bữa sau chị cứ comment em 75kg đi nha chị Hệ Thanh cho nó dễ. Lúc thì L, lúc thì 75kg khó chốt. Mèo 70kg. Mèo 70kg cho chị Thiên Phú. Rồi nha mấy chị nha. Mèo 70kg cho Thiên Phú. Mèo hai cái 50kg cho chị Tôn Sơn Đỗ. Hai cái tôi. Mèo 55kg cho Quá Ngố. Mèo 60kg cho chị Maria Tâm. Nam nữ mặc ở không, con này nữ mình mặc đi chị. Cái con này nữ mình mặc thì cưng hơn. Thúy Lam Tô. Rồi chị nào lấy em. Mèo 55-65. Cái con này nữ mình mặc thì không thôi mấy chị. Nữ mình mặc thôi đẹp hơn tại có con bướm. Nha mấy chị nha, nữ mình mặc thôi. Bảo An muốn mặc cặp không? Chứ nữ mình mặc không thì nó sẽ đẹp hơn. Chị Thị Mỹ Hạnh Võ 53kg. Mèo 65kg cho Hạnh Cần. Cái này nữ mình mặc thôi đẹp hơn nha mấy chị nha. 75kg cho chị Đài luôn. Nhà chị gì, chị Bảo An ơi, muốn cặp không? Cặp đó là mẹ con thì được. Chứ còn con trai mặc cái này á, do nó có con bướm thì mấy chị, nếu không có con bướm thì nhìn nó cưng hơn. Nhìn thì nó bình thường. Không biết theo ý kiến của tôi vậy. Còn tìm mấy bà và muốn mặc thì mấy bà mặc nha. Chứ còn loại này nó không có phân biệt nam nữ. Ở bên Thái nó mặc toàn là màu hồng. Áo hoa màu hồng không à. Còn còn ở Việt Nam mình thì đôi khi mấy bà hay ngại gì đấy thì không biết. Rồi nha mấy chị nha. Còn còn chị nào mà mèo 60kg cho Huỳnh Văn Hùng. Còn chị gì em chưa có lấy nha. Chị Bảo An chị muốn không? Chị muốn cặp hay là chị muốn lẻ? Thì chị nói em nha. Tại em thấy chị hình như chị mua vừa cho chị vừa cho chồng chị. Mèo 55kg cho Văn Nguyễn. Rồi nha mấy chị. Mèo nữ á à vậy nữ ok baby. Rồi 55-65kg cho chị Bảo An. Rồi mấy chị nha. Chị còn áo đen hình cọp không? Lên giùm em với. Áo đen hình cọp hả? Còn áo đen không ta? Còn con cọp không? Con cọp không? Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi, mèo, trời ơi cưng quá, 50kg tới 90, đẹp lắm mọi người ơi. 175.000, chị nào ưng lên giùm chị em. 175.000. 175.000, chị nào ưng lên giùm chị em nha. Quá trời xuất sắc luôn rồi. Mèo 65kg cho chị Hồ Thảo, đẹp lắm mấy chị ơi. Thiệt, cái con này mấy chị nhận hàng xong mấy chị coi. Đẹp lắm. Tại vì nó cái màu nó rất là đẹp, cái màu nó không đụng hàng luôn á. Thứ hai nữa là cái con này nó nhìn nó đẹp lắm mấy chị. Rồi chị nào lấy lên nhìn cho em mèo 50kg tới 90kg. Mèo mà cái xanh nhỏ. Đấy, con nào đấy đấy. Con nào cũng đẹp. Rồi mấy chị nha, con nào cũng đẹp. Quần 2 nhiệt bụng 65kg cho chị Tuyền Ngọc. Đúng chính xác nha Tuyết Thu ơi, chính xác luôn, không trật phát nào nha. Không trật phát nào nha Tuyết Thu ơi, không có màu trắng đâu chị yêu ơi. Màu trắng không có hàng luôn á, sau này nó không sản xuất màu trắng nữa, em chả biết luôn. Order lần nào cũng đặt màu trắng hết, mà nó kêu no hết, no hết, madam no hết. No hết là không có hàng, không có hàng, không có gom được hàng, không gom được hàng, không có chốt đơn được hàng. Rồi em lên cho mấy chị con này nha. Xin lỗi cho nó đẹp chịu không nổ đâu mấy chị. Con cọp 50kg cho tới 90kg dùm cho em xuất sắc bà Bảy luôn. Nha mấy chị, mèo 75kg cho Hồng Hân. Rồi hôm qua em đặt chưa thấy chốt đơn, nay cộng thêm hai cái nữa. Ok Tuyền Nguyễn nè, Tuyền Ngọc nè. Ủa Hồng Hân ấy hả? Rồi ok chị nè. Chết đi. À, ôi coi nè. Ôi con cọp này trời. 50kg cho tới 90kg đủ size. Quá đẹp. Cọp 50 tới 90. Hình Tú Trinh cọp 50kg. Cọp 50 tới 90 giùm em nha mấy chị nha. Đẹp quá mọi người ơi. Cọp 50kg tới 90kg đủ size. Quá đẹp. Cọp 50 tới 90 đủ size. 175.000. Chị nào ăn cọp lên cọp giùm em nha. 50kg tới 90kg giùm chị em đủ size. 175.000. Quá đẹp luôn. Cọp nha mấy chị, 50kg cho tới 90kg đủ size 175.000.
Còn em cô gái xanh 60kg lấy em một cái. Còn nha Quyên Nguyễn lấy một cô gái xanh 60kg. Cô gái xanh 60kg. Rồi ok Quyên Nguyễn nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy làm em ạ. Cộp nha mấy chị 67kg cho chị My Kiều. Cộp 60-75kg cho vợ Ánh Hồng. Này cái này cô gái xanh nè, cho Nguyễn Quyên nè. 60-75 hả? 60-75 cho vợ Ánh Hồng nè. 75 cho vợ Ánh Hồng. 90kg cho chị Thấm uống trà sữa. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Chô đẹp quá mọi người ơi. 50kg tới 90kg đủ size 175 ngàn. 50kg tới 90kg 175 ngàn. Chị nào ưng cọp lên cọp giùm em ha. 50kg tới 90kg 175 ngàn. Chị nào ưng cọp lên cọp giùm em. 50kg tới 90kg mấy chị 175 ngàn. Chị nào ưng cọp lên cọp ha. 50kg tới 90kg nha mấy chị nha, 175 ngàn, chị nào ưng cọp lên cọp giùm em ạ. 50kg tới 90kg nha mấy chị, 175 ngàn, chị nào lấy cọp lên cọp giùm em ha. Cọp mấy chị trang dọa con đại bàng nè. Đây nha mấy chị, chị nào lấy cọp lên cọp giùm em ạ. 50kg tới 90kg nha mấy chị, 175 ngàn. 50kg tới 90kg giùm chị em, 175 ngàn. Rồi em lên mấy chị con đại bàng nè ha. Đại bàng, đại bàng. Đại bàng nha mấy chị. Đại bàng này đẹp. Đại bàng, trời ơi, đại bàng 50kg tới 90kg tiếp. Con đại bàng quốc dân nha mấy chị nha, quá xuất sắc luôn. Đại bàng quốc dân 50kg tới 90kg đủ size 175 ngàn. Rồi, chị nào ưng đại bàng lên cho em đại bàng 50kg tới 90kg. Đại bàng 50kg tới 90kg 175 ngàn. Coi giùm em đi mấy chị ơi, coi giùm em đi mọi người ơi, đẹp quá. 50kg tới 90kg 175 ngàn. Ưng đại bàng lên cho em đại bàng 50kg tới 90kg 175 ngàn. Đại bàng 50kg tới 90kg 175 ngàn, quá đẹp. 50 tới 90 giùm cho em nha. 60kg, rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ. 60kg nè. Đại bàng 60kg cho Nguyễn Quyên. 50kg tới 90kg giùm mấy chị nha, đẹp lắm. Đại bàng 60kg cho Nguyễn Tươi. Rồi đại bàng 60kg cho Nguyễn Tươi. 50kg tới 90kg giùm mấy chị nha. 50kg cho tới 90kg 175 ngàn, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. 50kg tới 90kg nha, 175 ngàn. Đẹp quá mọi người ơi, có 175 ngàn. Chị nào lấy lên em ạ. Đại bàng 57kg tới chị nâu yoga luôn. Nâu yoga luôn, đẹp lắm mấy chị. 50kg tới 90kg nha mấy chị, 175 ngàn. À, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Không có màu trắng đâu chị ơi. Áo bên nhà em là không có đường may hai bên nha mấy chị nha. Đại bàng một cái size L trần cho chị Huệ Thanh. 80kg cho chị Mỹ Tiên Phạm Thị luôn. Rồi, một cái nữa. Rồi, ok hai chị luôn, Huệ Thanh với lại chị Mỹ Tiên Phạm Thị. Rồi, đại bàng 50kg tới 90kg 175 ngàn. Chồng bị trăng dưỡng tá loan. À, đây, 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 em lên với chị thực phẩm nè. Em lên mấy chế cực phẩm đây, cực phẩm đây, số lượng có hàng nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Ủa, Mỹ Tiên không có, không có, không có. Xả đơn Mỹ Tiên ra, xả đơn Mỹ Tiên ra. Rồi nha mấy chị ơi, con cô gái bướm 50kg cho tới 90kg. Chị nào đặt hàng lên số ký em chốt, hỏi sai em không chốt mấy chị nha. Rồi cô gái bướm 50kg tới 90kg dùm chị em. Cô gái bướm 50kg tới 90kg dùm chị em nha mấy chị nha. Chị đặt lúc nào chị Út Liêm ơi. Nếu mà chị đặt 4 ngày đổ lại đây á, mà chưa chốt đơn là hôm nay mới bắt đầu chốt nha chị nha. Chiều nay mới bắt đầu chốt nha chị. Rồi nha mấy chị nha. Coi dữ thử coi, cô gái bướm mấy chị lên đơn rồi kìa. Từ từ mấy chị, cô gái bướm từ từ nha. Cô gái bướm từ từ nha mấy chị nha. Cô gái bướm trầm xuống xuống dưới lại tăng hả? À đấy, xuống đấy lấy thêm. Để từ từ xuống kiểm dưới hàng ở dưới có thực còn không nha chị. Cho em sợ nó hết hàng. Cô gái bướm nha mấy chị ơi, cô gái bướm để em coi thực còn hàng không nha. Để em coi thực còn hàng không nha mấy chị nha. Để em coi thực còn hàng không cô gái bướm. 50kg. 50kg để em coi thực còn không mấy chị. 50kg tới 60kg trước và 75kg tới 90kg trước nha mấy chị nha. Cô gái bướm là 50kg tới 60kg. Còn không? Rồi nha mấy chị nha, cô gái bướm giùm chị em 50kg cho tới 90kg. Cô gái bướm 50kg tới 90kg đủ size 175 ngàn. 50kg tới 90kg.
Hồ thanh cô cái bướm 2 cái L. Tôn sơn đỏ 2 cái 50 kg. Tôn sơn đỏ 2 cái 50 kg. Rồi, đài lưu lên số ký nha chị ơi. Chị Trăng Nguyễn với lại chị Duyên Võ đợi em xíu nha. Rồi có phong trào. Rồi mấy chị nha, chị Trăng Nguyễn có. Chị Trăng Nguyễn có, chị Duyên Võ có luôn. Trăng Nguyễn có, Duyên Võ có luôn. Trăng Nguyễn có, Duyên Võ có luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. 68 ok chị. Rồi chị nào lấy cô gái bướm lên giùm cho em. Cô gái bướm xuất sắc nha mấy chị. Mẫu best seller luôn. Mà bán hàng cũng như là chạy xuất quần luôn mấy chị. Chị không có hàng đã bán luôn nha mấy chị nha. Rồi mấy chị đặt hàng phải lên số ký giùm em. Chị Thảo Nguyễn, hello chị. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha. 50kg tới 90kg. Đặt hàng lên số ký em chốt sai nha mọi người. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. 50kg tới 90kg. Em trả loan rồi đồng. Ê trả loan, cho đứng loan đúng không. 52kg cho chị Văn Nguyễn. 52kg cho chị Văn Nguyễn. Đúng rồi, đúng rồi. Đài lưu 75kg. Đài lưu 75kg. À, mẫu này đẹp lắm. Mẫu này em cho mấy chị coi cận cảnh nè. Em cho mấy chị coi cận cảnh cô gái bướm này. Thấy chưa? Đẹp lắm, đi ra đường không đụng hàng luôn á. Nha mấy chị nha, đi ra đường không đụng hàng luôn. Mấy chị coi giùm em nè, thấy chưa? Cận cảnh đẹp lắm. Rồi nha mấy chị nha, cô gái bướm là hàng best seller luôn nha mấy chị. Bên Thái mấy chị muốn đặt ở đó mấy chị phải đặt trước cả tháng rồi nó mới có, chứ còn mấy chị mà qua mấy chị vừa qua mà đột xuất mấy chị lấy là không có hàng đâu. Và mấy chị 82kg cho Bảo Bảo trong, cô gái bướm 82kg. Cho chị Bảo Bảo 82kg, 70kg cho chị Hoa Cẩm Chướng. 72kg cho Hoa Cẩm Chướng. Ủa 70kg cho Hoa Cẩm Chướng, 70kg cho Hoa Cẩm Chướng. 46kg mặt hơi rộng vậy em. Mặt hơi rộng á, có ân mặt hơi rộng rãi thoải mái để mặc cái quần đùi á thì mua ha, chứ còn mặt vừa thì không vừa. Rồi nha mấy chị nha. Trời đất ơi. Mấy ơi nó đẹp. Nhức nhối luôn. Sói nâu 50kg tới 90kg toàn bên đây cực phẩm không gì trời. Sói nâu 50kg tới 90kg 175.000. Chị nào ưng sói nâu lên dùng cho em sói nâu. Ô chú cha mẹ ơi. Thiệt luôn mấy chị ơi coi. Sói nâu 50kg nha. Sói nâu 50kg cho tới 90kg. Chị nào ưng sói nâu lên dùng cho em sói nâu. Nhưng với chị 50kg cho tới 90kg đủ sai. Chị nào ưng sói nâu lên dùng cho em sói nâu 50 tới 90. Có 175.000 thôi mấy chị ơi, quá đẹp. Trời ơi, con này quá đẹp luôn nha mấy chị nha, đỉnh cái chớp luôn rồi. Đỉnh cái chớp luôn rồi. Thôi cầm chướng 70kg đây. 50kg tới 90kg giùm cho em nha. Chị Hà Thúy 55kg này. Nha mấy chị nha, chị nào lấy em. Ủa trời ơi. 50kg cho tới 90kg, sói nâu size S cho Mỹ Dung. Rồi, sói nâu 50kg tới 90kg giùm cho em. Sói nâu 50kg tới 90kg đủ size 175.000. Đẹp quá à. Đẹp lắm nha mọi người ơi. Sói nâu. Sói nâu 60kg và 75kg 2 chiếc. Một cái 60. Ủa chị Thị Trang ơi, 60 mới nãy chị lấy 62 á. Cái này chị có muốn lấy luôn 62 không hay là chị lấy 60? 60kg là size khác mà 62kg là size khác đó nha chị Thị Trang. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị ít cái đăng bài lắm Thảo Nguyễn ơi. Nói chung là chị ít đăng bài lắm, chị không có đăng bài. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị mà đã lấy chị ít đăng bài, ví dụ như nhiều khi đăng bài vậy em copy bài của chị rồi em máng rồi được nhiều thì em nhắn chị á thì, nhưng mà họ cái kiểu như cộng tác viên á đúng không? Nhưng mà chị lùi lắm. Lại hàng của chị nó bán hết liền à. Thiệt luôn á, em tự hào lắm đó mấy chị. Hàng người ta, em là khách VIP ở bên Thái luôn nha mấy chị nha. Em đi tới chỗ nào em cũng là khách VIP luôn á. Áo mà một tuần như vậy, một tuần vậy em gom mấy chị lần mấy trăm triệu tiền áo không nha mấy chị. Tiền áo không á, cứ vậy em đi qua Thái có tầm 10 ngày thôi là em gom mấy chị tiền áo không đã mấy trăm triệu luôn. Có vậy cho nên là thường ấy là kiểu như là nó hết size hết mẫu liền rồi, cho nên ít khi em đăng bài. Nguyễn Quyên ơi, 73kg thích mặt rộng lấy 75kg giùm em nha. Áo cô gái bướm lên số ký giùm em nha Nguyễn Bình. Nguyễn Nguyên ơi lên giùm em số ký không chị? Chị có muốn lấy 73 hay là chị muốn lấy 75? 73kg là mặc ôm rồi đó, ôm đó nha. Còn 75kg là rộng rãi thoải mái, chị muốn size nào nha Nguyễn Nguyên.
chị muốn size nào ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi đặt số 2 số 3 chị coi. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em. Con mèo đợi nó lên hồng cho. Giảm cân 7 đây, ok Kim Chi. Chị Nguyễn Quyên vậy chị muốn lấy 73 hay 75 nhắn lại giùm em nha. Tại 75kg thì rộng rãi thoải mái. Còn 73kg thì hơi ôm á chị. Còn nếu mà chị thì ôi chị thích mặc ôm. Không thì em lấy chị 73 thôi, không lấy 75. Tại vì có chị cũng thích mặc ôm, có chị thích mặc rộng. Con mèo này mấy chị ơi cân xỉu luôn á. 50kg tới 70kg giùm chị em. Mèo đòi nón hồng cân chưa? Mèo đòi nón hồng cân chưa? 50kg tới 70kg chị nào lấy mèo lên mèo giùm em. 50 tới 70 nha mấy chị nha, chị nào lấy mèo lên mèo. Mèo nha. 50 kg cho tới 70 kg chị nào lấy mèo lên mèo giùm em. 50 tới 70 quá đẹp luôn rồi. 50 kg tới 70 kg xuất sắc luôn, chị nào ưng mèo lên mèo. 50 kg tới 70 kg chị nào ưng mèo lên mèo giùm em nha. 50 tới 70 giùm chị em. Chị nào ưng mèo lên mèo ạ. 50 kg cho tới 70 kg nha mấy chị, có 175.000. 175.000 nha. Mèo nón hồng 50kg 2 cái. Ok chị. Mèo 50kg cho tới 70. Chị nào ưng mèo lên mèo. Mèo đợi nón hồng nha. 50kg cho tới 70. 50kg tới 70. Chị Tôn Sơn Đỗ. Mèo 50kg cho tới 70kg. 175.000 cưng quá. Chị nào ưng mèo lên mèo giùm em ạ. Chị nào ưng mèo lên mèo. Cô gái xanh sói xanh 90kg cho chị Nguyễn Quyên chồng. Cô gái sói xanh. Cô gái xanh kìa. 90kg. Mèo 50kg tới 90kg. Alo, mèo 50kg tới 70kg giùm chị em. 50kg cho tới 70kg. Đúng rồi. Mèo 50kg cho tới 70kg. Rồi mấy chị ơi. Em muốn gì em nhắn qua tin nhắn em ơi. Chị ở bên này chị bận lắm. Chị đi gom hàng được không à. Số like là chị đi gom hàng rồi em. Chị không có thời gian á. Em có nhắn gì nhắn qua. Nhắn qua. Tôi nói bao nhiêu lần. Tôi nói là để tôi lập riêng cái nhóm sĩ cho tôi. Cho để mấy chị nào mà muốn lấy sỉ thì mấy chị nhắn như đó mà. Tôi không có thời gian luôn. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Gửi giùm chị em mấy chị nha. Chiếc này quyết tâm chắc lập một cái nhóm sỉ để ẹt vô cái nhóm riêng làm. Làm khắc sỉ quá. Mấy chị nào muốn lấy sỉ em đăng hết trong đó á. Khỏi khỏi công nhắn tin riêng chị em. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi cho mấy chị, mèo 50kg tới 90kg. Mèo 50kg tới 90kg. Mèo 50kg tới 90kg. 175.000, chị nào lấy mèo lên mèo giùm chị em. Qua mẫu. Cái chiếc hóa rồng đây nè chị. Cái chiếc hóa rồng á, cầm coi lại còn size nhiêu ký tới nhiêu ký thì đã biết nổi rồi. Đây, nè cái chiếc hóa rồng 50kg tới 90kg để em lọc á mấy chị, do em có thời gian. Mèo 80kg, mèo nào Nhung Nguyễn ơi 80kg hết chị. Rồi nha mấy chị ơi. À, cái chiếc hóa rồng 50kg cho tới 90kg. Cái chiếc hóa rồng 50kg tới 90kg đủ size. Đẹp lắm. Cái chiếc hóa rồng 50kg tới 90kg đủ size, rất là đẹp luôn. Chồng lấy chân giò cọp đen. Ôi ôi cọp đen đẹp quá, lượm lại. Cái chiếc 50kg tới cái chiếc hóa rồng này 50kg tới 90kg. Tàu vô, thấy không? Tính lên lên. Đúng, chính xác. Rồi nha mấy chị nha, cái chiếc hoa rồng 50kg tới 90kg này. Đẹp lắm, ân hốt liền nha chị nha. Siêu phẩm đó chị. 50 tới 90 đẹp lắm. Rồi, chồng đi giao cặp đen nữa. Rồi, cái chiếc số 2 cưới cho chị Duyên Võ. Rồi em lên cho mấy chị con cọp đen. Có 2kg cho chị Duyên Võ. Cọp đen ô chu cha mẹ ơi đẹp chưa, 50kg cho tới 70kg. Nhật nạch 50kg tới 70kg chị nào lấy lên giùm cho em. Cọp đen 50kg tới 70kg chị nào lấy cọp đen lên giùm cho em. Cọp đen
50 kg tới 70 kg, chị nào lấy cộp lên cộp giùm em ha. 50 kg cho tới 70 kg, chị nào ưng cộp lên cộp giùm cho em. Ồ, 50 tới 70 giùm cho em. Cái chép cho chị gắm trần hai cái 50 kg cho. Cái chép hóa rồng ạ. Hai cái. Nè, con cái này nè. Rồi gắm trần hai cái 50 kg, cái chép hóa rồng. Hết rồi nè. Hết rồi, cái chép hóa rồng em còn 62 kg tới 90 nha. Cộp 50 kg cho chị Hình Tú. 50 kg cho chị Hình Tú. Cho chị Hình Tú. Rồi cái chiếc hóa rồng 50 kg. Cái chiếc hóa rồng 50 ở lộn. Cọp đen 50 kg cho tới 70 kg giùm cho em. Đẹp quá mọi người ơi, 50 kg cho tới 70 kg, 175 ngàn. Mèo hồng 50 kg, mèo hồng là mèo nào? Mèo đội nón hồng mới đồng. Thiên Phú mèo đội nón hồng 50 kg. Rồi mèo đội nón hồng 50 kg. Cưng quá. Rồi qua mẫu cho. Chị nào lấy mèo lên mèo giùm cho em. Lấy cọp lên cọp giùm em nha. 50 kg cho tới 90 kg. Chồng cọp 65 kg cho Hình Tủ luôn. Cọp 65 kg cho Hình Tủ luôn. Rồi nhóm chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. À, chồng đưa cho vợ cái con gì kia nè. Đó đúng rồi, cái con gấu hay con gấu. Đúng rồi, rồi xong, con gấu xong chồng tiếp con rồng. Con gấu không được, không lấy tiền nha. Không rồng kia. À, rồng có rồng ấy. Con mèo nón hồng 80 kg Nhung Nguyễn ơi em hết. Rồi chào quá cưng chưa. Con gấu Bắc Cực 50 kg cho tới 60 kg. Và 75 kg tới 90. Ôi ôi siêu phẩm. Rồi gấu dễ thương lắm nha. Gấu này có mấy cái à mấy chị coi nè. Mấy cái luôn nha. 50 kg tới 60 kg và 75 kg cho tới 90. Chị nào ưng gấu lên gấu giùm chị em. Gấu có mấy cái thôi nha mấy chị. 50 kg tới 60 kg và 75 kg cho tới 90. 175 ngàn. Chị nào ưng gấu lên gấu giùm em ạ. À, mặc mấy cái này mấy chị ra đường tự tin lắm. Tại vì hồi trước em giới thiệu mấy chị luôn á. Em bán cái này hồi em thấy mà ai mặc cái này nó mới bảo nhà giàu không á. Tại vì áo Việt Nam mình bán còn 250, 300 ngàn cái, 350 ngàn cái không à. Gấu 52 cho Trinh BB rồi hết luôn. Gấu em còn 75 kg tới 90. Gấu em còn size 75 cho tới 90. Rồi, cho Trinh Bùi. Gấu 78 kg cho Huy Gia Lê. Gấu em còn 75 kg cho tới 90 nha mấy chị nha, 175 ngàn. Rồi em lên cho mấy chị siêu phẩm tiếp nha mọi người. Gấu không có 62 chị ơi. Mô Su lên số điện thoại, ôi lên số ký. Quá ngố hết. Quá ngố, em còn 75 kg tới 90 nha mấy chị. Dại dại hết luôn, viên vỏ hết luôn. 90 kg cho chị Nhung Nguyễn. Gấu em còn 75 kg tới 90 nha mấy chị nha. Gấu em còn 75 kg tới 90 kg thôi. Gấu em còn 75 kg tới 90 kg thôi nha mọi người. Rồi em lên tiếp cho mấy chị con này nữa nè. Con này là con gì? Con này là con rồng. Con rồng là con rồng, nó siêu đẹp luôn. Con rồng mà nó mấy chị biết sao, nó phối cái hình màu xanh nữa mấy chị. Em nói thiệt mới chế luôn nha, siêu đẹp. Nhức nhối tâm hồn rồng lửa xanh. 50 kg tới 90 kg đủ size. Không đẹp nhất cái nách không lấy tiền luôn. Nha mấy chị coi mấy chị banh cá ở ngoài ấy, nó còn đẹp hơn cả trên live luôn. Mấy chị coi giùm em nè. Đẹp lắm nha mấy chị nha. 50 kg tới 90 kg hết pin rồi chồng. 50 kg tới 90 kg đủ size. Chị nào ưng rồng lên rồng giùm em. 50 kg tới 90 kg nha. Rồng 50 kg tới 90 kg, 175 nè. Coi này mọi người, giày mà không đẹp nữa thôi luôn á mấy chị. Rồng cho Hình Tú Trinh nè. Rồng Hình Tú Trinh nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ạ. 50 kg tới 90 kg đủ size. Rồng 50 kg tới 90 kg đủ size. Chị nào lấy rồng lên rồng. Rồng 50 kg tới 90 kg đủ size. Rồng 60 kg ok chị luôn. Rồng 60 kg luôn. Rồi à, chị Sô Mu nè. Chị Mô Su nè. Gấu 80 kg cho chị Nguyễn Minh luôn. Rồng 50 kg tới 90 kg đủ size. Đẹp quá à. Có 175 ngàn mấy chị. Áo vừa rỉ lại vừa đẹp nha mấy chị nha. Áo vừa rỉ lại vừa đẹp nha mấy chị nha. Áo vừa rỉ lại vừa đẹp ạ. À, chị nào lấy lên giùm chị em nha. Áo vừa rỉ lại vừa đẹp nha mấy chị. Rồi. Áo vừa rỉ lại vừa đẹp. Rồng 2 cái 50 kg có luôn.
hai cái 50 kg cho trần gắm trần luôn, rồng 55 kg cho Tiến Nguyễn luôn, rồng 55 kg cho Hiền Lê luôn, Hiền Lê rồng 55 kg cho Hiền Lê luôn. Hiền Lê luôn, rồng 65 kg cho chế áo cưới Hoàng, áo cưới Hoàng Hiếu luôn. Trời ơi, rồng 50 kg cho tới 90 kg nha mấy chị nha, đủ size. Có 175.000 à mấy chị. Vừa rỉ lại vừa đẹp nha mọi người ơi, 175.000. Vừa rỉ lại vừa đẹp ha. Rồng 50 kg cho tới 90 kg đủ size, 175.000. Chị nào ưng rồng lên rồng nhìn cho em. Rồng xanh 50 kg cho chị Kiều Dân Lê luôn, cho chị Kiều Dân Lê luôn, 55 kg cho chị Kiều Dân Lê luôn. Rồi qua mẫu cho. Rồi nha mấy chị nha, Kiều Dân Lê cô gái đen này nha. Đúng rồi, nó đó, nó đó. Đó, đúng rồi, còn cục nữa. Ồ, khác rồi. Cô gái siêu phẩm. Mấy chị coi cô gái hồ ly. Cô gái hồ ly 50 kg cho tới 70 kg nha mấy chị nha. Không không, bữa nay không có bán áo thun trắng à. Rồi cô gái hồ ly 50 kg cho tới 70 kg giùm chị em. Cô gái hồ ly 50 kg tới 70 kg. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Cô gái hồ ly 50 kg tới 70 kg giùm chị em nha mấy chị nha, cô gái hồ ly. Rồng đặng nở hết. Không, à, Nhung Nguyễn ơi, 80 tới 90 kg cùng size nha Nhung Nguyễn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên chị em ạ. À. Cô gái 50 kg cho tới 70 kg giùm chị em, đặng nở hết nha. Cô gái 50 kg tới 70 kg giùm chị em. Cô gái 50 kg cho tới 70 kg giùm chị em ha. Chị nào ôm cô gái lên cô gái giùm em ha. 50 kg tới 70 kg chị nào lấy cô gái lên cô gái giùm em. Cô gái 50 kg tới 70 kg chị nào lấy cô gái lên cô gái giùm em ha. 50 tới 70 nha mấy chị. Cô gái 50 kg tới 70 kg giùm em. Gấu 75 kg cho, gấu trúc 75 kg cho Ly Lê. Rồi nha mấy chị, cô gái 50 kg tới 70 kg chị nào ôm cô gái lên giùm em, cô gái hồ ly nha mấy chị nha. Đây là cô gái hồ ly 70 kg này, cô gái hồ ly 70 kg này, cô lái Tiến Nguyễn 50 kg này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy cô gái lên cô gái giùm em. Cô gái 50 kg tới 70 kg chị nào lấy cô gái lên cô gái giùm em. Đặng nở lên số ký lại nha Đặng nở ơi, ghi lại giùm mình cô gái 50 kg nha Đặng nở, ghi lại giùm mình số ký nha. Cô gái ghi lại cho mình số ký nha. Rồi cô gái 50 kg cho tới 70 kg, 175.000. Thích mặt rộng như đôn số ký lên nhìn em nha mọi người. Rồi chị nào ôm cô gái lên cô gái giùm chị em ạ. Rồi chồng chồng đại bàn cho à, đúng rồi. Rồi cho mấy chị cô gái 50 kg cho tới 70 kg. Đấy 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 không. Đấy đúng rồi nó đó. Siêu phẩm nữa nha mấy chị. Trời ơi đẹp quá. Siêu phẩm mọi người ơi. Cô gái 50 kg cho Đặng Nở. Đặng Nở số điện thoại bị sai rồi, lên lại giùm em nha Đặng Nở ơi. Đặng Nở lên lại giùm em số điện thoại nha. Rồi nè mọi người coi giùm cho em nè. Chết đi nó đẹp. Đại bàng siêu 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 đẹp. 50 kg tới 90 kg Đặng Nở nè. Rồi đại bàng 50 kg tới 90 kg giùm cho em. Coi nè mọi người ơi, đại bàng 50 kg tới 90 kg cực phẩm trong cực phẩm giùm em. Đặng nở lên số điện thoại lại giùm nha. Coi giùm em nè mấy chị, coi giùm em nè. Má ơi nó đẹp quá trời luôn. 50 kg tới 90 kg chị nào ôm cô gái. Ủa lộn, đặng mấy chị ghi giùm cho em là đại bàng nha mấy chị nha. Đại bàng 50 kg tới 90 kg. Đại bàng 50 kg tới 90 kg nha. Đại bàng 50 kg tới 90 kg, 175.000. Trời ơi, siêu phẩm lắm mấy chị ơi. 50 kg tới 90 kg giùm cho em. Chị nào ân đại bàng lên giùm cho em đại bàng, đẹp quá. 50 tới 90, 175.000. Chị nào ân đại bàng lên giùm cho em đại bàng. Đại bàng 50 kg tới 90 kg, chị nào ân đại bàng lên giùm cho em đại bàng. 50 kg tới 90 kg giùm mấy chị nha, đẹp quá trời luôn.
Mã này siêu phẩm nha mấy chị. 50kg tới 90kg chị nào lấy lên dùm cho em 175 ngàn. Đại bàn 50kg tới 90kg 175 ngàn. Chị nào lấy đại bàn lên dùm cho em đại bàn. Em hết mẫu này em xuống like nha mấy chị nha. Em ăn cơm cái ỏi rồi em mới like tiếp nha mấy chị nha. Em xuống like em ăn cơm rồi em mới like nữa nha mấy chị. Em ăn cơm cái em xuống like nữa ha. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào ăn đại bàn lên dùm cho em đại bàn nha. Chị nào lấy lên dùm cho em ha. Chị nào lấy lên dùm cho em ạ. Đây nha mấy chị. Có nói chung là cũng có điện thoại nhưng mà đa phần chốt đơn bằng tin nhắn. Không có đâu chị Oanh Nguyễn ơi. Đại bàn 50kg cho đặng nở rồi thôi em xuống like nha mọi người. Em xuống like nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye. Bye bye. Thắm uống trà sữa đại bàn 90kg. Em xuống like rồi để em ăn cơm rồi em like nữa nha mấy chị nha. Em ăn cơm rồi em like thêm ha. Bye bye mấy chị.